chương 41 Nữ qua Tây Độ Hồng Hoang Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lúc này, cổ khí thế bàn bạc bà không có gì sánh kịp kia, phản phất đem cả hồng hoang đều bao phủ. Loại đó uy áp khinh khủng, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy phát hoảng. Hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh, vào giờ khắc này đều không giải thích được tim đập nhanh. Càng có vô số kẻ yếu nhận lấy cổ áp bức này mà nằm rạp trên mặt đất tất cả mọi người đang nghi ngờ cổ uy hiếp này chi ý rốt cuộc đến từ phương nào vĩ lực kinh người kia cũng có thể bóp méo thời không năng lượng kinh khủng tuyệt đối là thánh nhân mới có thể có khí tức chẳng lẽ đây là nữ oa nương nương muốn xuất thủ rất nhiều hồng hoang đại năng vào giờ khắc này sắc mặt tiếng dai trở nên khó chịu bản xếp hạng pháp bảo cũng đã qua một đoạn thời gian nữ oa nương nương đây là rốt cuộc muốn đối phương tây vị chuẩn đề thánh nhân kia ra tay hay sao dù sao không trung cổ kia hủy thiên diệt địa khí tức đúng là nữ oa nương nương khí tức thời khắc này cổ kia kinh khủng tuyệt luôn uy áp trong nháy mắt quét sạch tứ cực bát hoang có thật nhiều thực lực nhỏ yếu người vào giờ khắc này thậm chí len lén thầm mắng hồng hoang này bản thân cũng đã không yên ổn lại hiện ra la hầu tam thất yêu yêu trường không các loại thần bí đại năng vào giờ phút như thế này nữ oa nương nương nổi điên làm gì nhưng vào lúc này phía cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ sau một lát hào quang màu đỏ này từ không trung cuối vượt ngang mang theo vô biên uy lực hướng phía phương tây đại địa trấn áp tới triệu tỷ tỷ hồng hoang chúng sinh thấy được đỏ như vậy sắc quang mang về sau lập tức kích động có ít người năng lực chịu đựng độ chênh lệch thân thể cũng bắt đầu rung lẩy bẩy đây là hồng tú cầu. Rất nhiều người đều đang thì thào tự nói, mang theo đầy trời quả đen hào quang màu đỏ, đúng là nữ oa nương nương cái kia hồng tú cầu. Bản xếp hạng pháp bảo thứ 33 vị tồn tại. Từng tôn hồng hoang đại năng, toàn bộ ngẩng đầu nhìn cái kia đạo hồng quang gần như đều muốn bị sợ choáng váng. Thời khắc này, cái kia mang theo ngập trời uy áp hồng tú cầu từ phương đông xuất hiện, hướng thẳng đến phương tây vượt qua trong nháy mắt đã biến mất không thấy tất cả đại năng trong lòng hoàn toàn hiểu rõ ra nữ oa nương nương bản thân liền bị vị kia tên là tam thất xa lạ nữ thánh khiến cho tức giận ngày này qua ngày khác cái kia phương tây chuẩn đề thánh nhân không che đậy miệng thế mà nói ra kiêu ngạo có xem thường nữ oa nói như vậy luận nữ oa đương nhiên sẽ không tha cho hắn nhưng vào lúc này tôn này đầu người thân rắn xinh đẹp vô biên thân ảnh từ trong oa hoàng cung bước ra một bước sau đó theo sát hồng tú cầu vượt qua một lát sau có một đạo réo rắc âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời phương tây chuẩn đề nếu ngươi nói năng lỗ mãn xem thường ta vậy liền ra tay hảo hảo đã làm một trận lại để tiểu nữ tử xem thật kỹ một chút ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể xem thường ta hồng hoang đại năng trong nháy mắt hoảng sợ lại ở bản xếp hạng pháp bảo vẫn chưa hoàn thành nữ oa nương nương liền đối với phương tây chỉnh thể truyền đạt mệnh lệnh chiến thư bây giờ pháp bảo bản xếp hạng kết thúc nữ oa nương nương cuối cùng vẫn là quyết định ra tay đòi nợ lần này sẽ phải có trò hay để nhìn dù sao nữ oa cùng chuẩn đề chi chiến gần như liền đại biểu cho yếu nhất thánh nhân rốt cuộc là ai phương đông có bốn thánh theo thứ tự là tam thanh cùng nữ oa nữ oa chính là phương đông trong tứ thánh thực lực yếu nhất một vị dù sao nàng không thích tranh chấp thủ đoạn công kích cũng bình thường cùng tam thanh so sánh với tự nhiên là hơi kém một bậc mà phương tây thì có hai thánh cùng so sánh đúng là chuẩn đề hơi kém một bậc phương đông kém nhất thánh nhân cùng phương tây kém nhất thánh nhân phe thua tự nhiên là sẽ trở thành yếu nhất thánh nhân trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều mua đến phương tây dù sao trừ bỏ đạo tổ hồng quân thời đại kia thánh nhân chi chiến vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Bởi vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Đậu xuất cung thái thượng lão tử, lúc này khẽ nhíu mày, biểu lộ có chút không vui. Nữ oa nương nương cử động lần này có chút liều lĩnh, lỗ mãn. Bây giờ hồng mông tử kim bản ra đời. Các loại bản danh sách cũng muốn lần lượt xuất thế. Rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ. Nữ oa lại không thể chờ đợi muốn đối chuẩn đề hạ thủ, đúng là có thiếu suy tính thời khắc này hắn khẽ nhíu mày sau đó bấm đốt ngón tay nổi lên chuyện này hướng đi nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có bấm đốt ngón tay ra kết quả cuối cùng thở dài một tiếng từ bỏ thôi diễn thiên cơ thánh nhân chi chiến tuyệt không phải chuyện nhỏ chỉ mong tình thế sẽ không hoàn toàn không kiểm soát thái thượng lão tử dù sao cũng là huyền môn lãnh tụ thăm nghĩ chuyện cũng muốn so với thánh nhân khác nhiều hơn rất nhiều mà trong ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn, thời khắc này cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cũng có chút không vui. Trong lòng không thể không thầm mắng nữ hoa nương nương là một con mụ điên. Thái thượng lão tử luôn luôn ru rú trong nhà. Thông thiên giáo chủ tính khí, quái lệ nóng nảy, luôn luôn không hỏi thế sự. Bởi vậy, hồng hoang đại địa rất nhiều công việc, gần như đều là nguyên thủy thiên tôn ra mặt. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiễm nhiên đem mình làm làm hồng hoang chi chủ tư thế. Chẳng qua là bây giờ nữ oa cử động lần này để chuyện đi về phía không kiểm soát trạng thái. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Mặt ngoài nhìn là hai người nữ oa cùng chuẩn đề việc tư. Nhưng từ đại phương hướng đi lên nói, thật là hồng hoang phương đông, phương tây lần đầu va chạm. Nếu nữ oa thắng, rất có thể đưa tới phương tây sinh linh oán giận dù sao nữ oa viễn độ tây phương giáo chuẩn đề đại chiến rất có nữ oa mang theo phương đông thiên uy khi dễ phương tây tư thế nếu nữ oa bại chỉ sợ phương đông đều muốn hoàn toàn sôi trào dù sao nữ oa đại chiến chuẩn đề không có người hy vọng nữ oa sẽ thất bại lần này nữ oa tây độ một cái xử lý không tốt lập tức có cực lớn có thể sẽ đưa tới đại chiến đáng chết nữ oa thật không nghĩ tới tính khí thế mà keo kiệt như vậy. Nói ngươi mấy câu liền kêu đánh kêu giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận bất bình. Đồng thời cũng ở trong lòng đối với chuẩn đề đạo nhân thầm mắng. Mình là mặt hàng gì còn không biết sao thành thánh đô phải hướng thiên đạo cho mượn nhân quả cây gà. Thế mà còn xem thường vị thứ nhất thành thánh nữ qua. Tên này thật đúng là có đủ khôi hài. Mà kim ngao đảo bích du cung thông thiên thánh nhân, Thời khắc này nằm ở trong đám mây, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua phương tây. Trong mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Đánh đi, đánh đi. Đánh sớm đánh trễ một cái điểu dạng. Đánh chết một cái thiếu một cái. Thông Thiên Thánh Nhân từ trước đến nay tính khí quái dị, từ trước đến nay xem náo nhiệt không biết sợ lớn. Cầm trong tay Tru Tiên Tứ kiếm cùng Tru Tiên kiếm trận hắn. Xem ai đều là cắm tiêu bán đầu. Trong Thánh Nhân cho dù hai vị sư huynh của hắn, hắn cũng nhiều có coi thường chi ý. Càng không nói đến thánh nhân khác. Mà lúc này, Tây Phương Giáo Đại Tu Di Thánh Sơn đỉnh núi, có một gốc che khuất bầu trời bồ đề đại thụ. Cái này một gốc bồ đề cổ thụ, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn, trong mơ hồ bao phủ lại cả phương Tây thế giới. Nguyên bản vô cùng cằn cỗi phương Tây thế giới, tại viên bồ đề này đại thụ bao phủ xuống, hình như cũng biến thành an ổn sinh hoạt đau khổ phương Tây sinh linh, tại cái này chút thông thiên cổ thụ chăm sóc dưới, cũng miễn cưỡng có thể sống qua. Tại gốc này dưới cây cổ thụ ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt khô khan lão giả đầu trọc. Cái này tổ hợp, đúng là phương Tây nhị thánh. Thông thiên đại thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân. Lão giả đầu trọc chính là tiếp dẫn đạo nhân. Bởi vì phương Tây cằn cỗi, chúng sinh linh sinh hoạt đau khổ. Bởi vậy chuẩn đề đạo nhân thường xuyên biến hóa bản thể, bao phủ phương Tây. Bảo hộ phương Tây sinh linh. Thời khắc này hắn vừa mới biến thành bản thể không bao lâu. Nữ oa thánh nhân liền vượt qua phương Tây. Đến là để chuẩn đề thánh nhân, vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy một trận quan mang thoáng hiện. Cái kia mênh mông sức lực cổ, che khuất bầu trời bồ đề đại thù Huyễn hóa thành một tôn đầu sáng sông búi tóc, sắc mặt hơi vàng đạo nhân. Đúng là chuẩn đề thánh nhân kia. Thời khắc này, chuẩn đề thánh nhân nhìn qua phương đông hư không trong mắt lộ ra vẻ giận dữ tốt ngươi cái nữ oa hồng hoang đại kiếp sắp đến ngươi thế mà còn muốn xuống tay với ta quả thật là một vị điên nữ tử biến thành đạo nhân chuẩn đề thánh nhân tức giận bất bình còn bên cạnh đầu trọc tiếp dẫn thánh nhân khẽ thở dài một cái sắc mặt phát khổ bọn họ phương tây thế nào thê thảm như thế từ thượng cổ thời kỳ phương tây linh khí bị cái kia đáng chết la hầu điều trống không từ đây phương tây tiên thiên không đủ trở nên vô cùng càng cỗi bởi vậy vô số năm qua bị phương đông mấy vị thánh nhân nhìn không dậy nổi ngày này qua ngày khác hắn vị sư đệ này lại có chút bất an bản phận làm ra rất nhiều tai họa bây giờ càng là tại cái này thời buổi rối loạn lại đem nữ oa thánh nhân kia đắc tội trống rỗng vì phương tây rước lấy cái này rất nhiều mầm tai vạ tiếp dẫn đạo nhân ngẩng đầu nhìn xa xa hư không trong ánh mắt toát ra một vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng không nắm vững nữ oa thánh nhân rốt cuộc thực lực như thế nào tương truyền, nữ oa nương nương chính là trong thánh nhân thực lực yếu nhất một vị. Thứ yếu lại là sư đệ của hắn chuẩn đề đạo nhân. song tiếp dẫn đạo nhân lại không cho là như vậy. Nữ oa thánh nhân chính là vị thứ nhất thành thánh tôn giả. Đồng thời cũng là trên người khí vận nhiều nhất thánh nhân. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường sư đệ mình một cái xử lý không tốt chỉ sợ còn muốn thua thiệt lớn chuẩn đề nữ hoa tây kẻ đến không thiện ngươi cần phải hảo hảo ứng đối chuẩn đề đạo nhân hăng hái gật đầu sau đó nhìn về phía phương đông không bao lâu phương đông cuối liền có một ánh sáng màu đỏ lấp lóe đúng là cái kia mang theo vô tận uy áp hồng tú cầu hồng hoan chúng sinh mong đợi đã lâu chuẩn đề vsc nữ hoa sắp mở màn Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Không biết xấu hổ chuẩn đề thánh nhân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Chuẩn đề đạo nhân con mắt chăm chú nhìn chăm chăm bầu trời hồng tú cầu. Sau đó lấy ra thất bảo diệu thụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thất bảo diệu thụ, bản thân cũng là chuẩn đề đạo nhân từ bản thể của mình bên trên lấy xuống chạc cây. Dùng cái này chạc cây, kết hợp ngành hỏa tử kim huyền diễm lưu ly các loại bảy loại bảo vật luyện chế thành. Danh xưng không có gì không soát. Lại xưng thất bảo diệu soát cây, hoặc là thất bảo diệu thụ trượng. Bản xếp hạng pháp bảo bên trong xếp hạng thứ 34 vị. Vừa lúc tại xếp hạng 33 vị hồng tú cầu phía sau. Thời khắc này, cái che khuất bầu trời hồng tú cầu hướng phía chuẩn đề thánh nhân đương đầu đập tới. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn đề thánh nhân, dẫn theo thất bảo diệu thụ, hướng phía cái kia hồng tú cầu quét tới. Thất bảo diệu thụ danh xưng không có gì, không xoát quả nhiên là cường hãn tuyệt luân. Chỉ thấy chuẩn đề thánh nhân như thế quét một cái. Liền có thất thải lưu quan lấp lóe lao ra, soi chiếu chư thiên. Cái này thất thải quan mang nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng lại lại dẫn một luồng cuồng cùng thiên uy. Sau đó, cổ lực lượng này liền cùng cái kia hồng tú cầu va chạm đến cùng nhau, trong lúc nhất thời thế mà dặn có không xong âm âm. Hai cổ cùng cùng mênh mông khí tức trên không trung đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp tạo thành lôi minh tiếng vang. Cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến cho phương Tây đại địa đều đột nhiên rung động. Cái kia không gì sánh kịp lực trùng kích, rất nhanh quét sạch cả phương Tây đại địa. Gặp tình hình này, đầu trọc kia tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên của mình. Rất nhanh, liền có một luồng cuồng cùng khí tức màu vàng hiện ra đi che lại phương Tây sinh linh có bảy sắc lưu quan thất bảo diệu thụ và cái kia có cùng cùng thiên uy hồng tú cầu, không biết rằng có bao lâu. Cái kia hai cổ vô cùng vĩ đại lực lượng mới từ từ biến mất. Thất bảo diệu thụ cũng một lần nữa về tới trong tay chuẩn đề đạo nhân. Mà nữ hoa cái kia hồng tú cầu thì trên không trung quay tròn chuyển không ngừng. Cầm trong tay thất bảo diệu thụ chuẩn đề thánh nhân sắc mặt hơi âm trầm. Hai người vừa rồi lần này, hắn cũng đã sâu sắc cảm nhận được nữ hoa cái kia con mụ điên nội tình quả nhiên là sâu không lường được. Nếu hắn một cái không tra xét, chỉ sợ đúng là gặp nhiều thua thiệt. Chuẩn đề ánh mắt, nhìn chầm chầm phương Tây. Khóe mắt lại phát hiện rất nhiều nằm rạp trên mặt đất phương Tây sinh linh. Trong lòng không khỏi dâng lên một luồng phiền não. Phương Tây nội tình vốn là quá mức nông cạn. Nữ hoa kia thế mà còn Tây độ. Thật sự khiến người ta oán hận. Không bao dài thời gian, đột nhiên có một đạo tạo hóa huyền quang từ không trung cuối bắn đi qua. Sau đó trên không trung đang dệt ra che khuất bầu trời đạo vận. Tại những đạo vận kia chỗ sâu nhất, có một đạo vóc người thon dài thân ảnh đạp đi ra. Người này chính là từ phương Đông Tây Độ đến nữ oa nương nương. Nữ oa tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, thân mang ngũ đức mờ ảo linh tú áo. Bộ kia mũ phượng khăn quàng vai ăn mặc, thật đúng là kinh diễm hồng hoang đám người chẳng qua là nữ oa nương nương thời khắc này khuôn mặt lại mông lung. Hình như bị thời không trường hà lực lượng che giấu, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Duy nhất có thể làm cho thế nhân nhìn rõ ràng chính là cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt. Xuất hiện ở đây nữ oa chẳng qua là lặng lặng đứng ở không trung, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm chuẩn đề. Thẳng đêm chuẩn đề, thấy một chột dạ. Chuẩn đề có chút thẹn quá thành giận, sau đó mở miệng. Nữ oa thánh nhân, đây là ý gì, thế mà tùy ý công kích phương Tây ta sinh linh thật cầm thiên đạo ở không để ý hay sao, phẫn nộ chuẩn đề thánh nhân đi đầu làm khó dễ. Nhắm thẳng vào nữ hoa công kích phương Tây. Chụp mũ trực tiếp rơi xuống trên đầu nữ hoa. Đem chuyện này trực tiếp lên lên tới một cái độ cao. Nữ hoa nương nương nhìn lòng đầy căm phẫn chuẩn đề, khóe miệng lại chứa nổi lên một đùa cực. Chuẩn đề thánh nhân trong lòng hắn địa vị là vừa giảm lại hàng mình rõ ràng là nhầm vào hắn. Hắn lại chỉ trích mình tàn sát hồng hoang sinh linh. Quả nhiên là trả đũa. chuẩn đề thánh nhân lần này ngôn luận, cũng tương tự đem hồng hoang chúng sinh nhìn trận mắt hốc mồm. Thế nhân đều nói chuẩn đề thánh nhân không biết xấu hổ. Bây giờ xem ra quả là thế. Rõ ràng là nữ oa thánh nhân đối với chuẩn đề hạ chiến thuật. Chuẩn đề thánh nhân cũng đón lấy. Chuyện cho tới bây giờ, chuẩn đề lại chuyển đổi đề tài. Điều này có thể không cho hồng hoàng chúng sinh cảm thấy kinh ngạc. Chuẩn đề, một lát phía trước, ngươi từng mở miệng nhục ta. Bây giờ ta tay độ, chính là muốn cho ngươi phân cao thấp. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi có cỡ nào bản lãnh, thế mà xem thường ta cái này nữ lưu hạng ngươi. Nữ oa nương nương lời này có thể nói là giết người tru tâm. Ngôn ngữ mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại chỉ chỉ sự tình căng vốn. Nghe nói như vậy, chuẩn đề thánh nhân mặt như đáy nồi. Nữ hoa đáng chết này. Đáng chết con mụ điên. Chuẩn đề trong lòng tại hung hăng mắng, ngoài miệng cũng đồng dạng không có dừng lại. Bản tọa chưa từng xem thường ngươi là nữ hoa ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trò khôi hài này chẳng qua là cái hiểu lầm, ngươi nếu như vậy rút lui, chuyện này coi như này bỏ qua. Ngươi nếu vẫn như cũng một mực không chịu giác ngộ, khi phương Tây ta sinh linh bản tọa cũng sẽ không khách khí. Nghe nói như vậy, nữ oa nương nương không thể không giận quá thành cười. Chuẩn đề thánh nhân này thật đúng là khôi hài. Vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà như vậy không biết xấu hổ. Đơn giản chính là một cái lưu manh lại hàng. Nếu tiếp tục cùng cái này lưu manh lại hoặc thành miệng lưỡi lợi hại, cũng có vẻ nhà mình cách cục nhỏ. Nữ oa nương nương khóe miệng lộ ra một đùa cợt, sau đó nói đừng muốn tại cái này phí hết nước miếng chi lực, bản tọa tây chính là muốn trừng trị ngươi thanh này không che đậy khờ hàng, nhìn đánh. nói, trong hư không cái kia tua cờ hồng tú cầu, liền trực tiếp hướng phía chuẩn đệ thánh nhân đập tới. cái che khuất bầu trời khí thế có thể xưng vô biên đại khủng bố. nữ oa nương nương bản thân vốn vì chuyện của nhân tộc bị một bụng tử ác khí, lại bởi vì tên kia là tam thất nữ thánh, lại bị một bụng tử tức giận không nghĩ tới chuẩn đề này thế mà cũng tại thời khắc cuối cùng bóp quả hồng mềm nắm đến trên đầu của nàng đã đến. Điều này có thể không cho nàng căm tức mà chuẩn đề đạo nhân, thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ oa nương nương nói đánh là đánh. Đơn giản chính là một cái con mù điên. Chuẩn đề đạo nhân trong lòng thầm mắng đồng thời, trên tay thất bảo diệu thụ cũng không có nhàn rỗi. Liên tục vung lên. Cùng cái kia hồng tú cầu chiến làm một đoạn vô biên đạo vận chi lực tại phương Tây bầu trời lấp lóe không ngừng. Phương Tây vốn là hơi có vẻ yếu đuối. Bây giờ tại hai cổ bàn bạc đại lực đụng nhau dưới, cũng là giao giao lắc lư. Hồng hoang đông đảo sinh linh, chăm chú nhìn chằm chằm phương Tây. Thánh nhân chi chiến, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tự nhiên là không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Chỉ thấy hồng tú cầu của nữ oa nương nương trên không trung đối với chuẩn đề cùng oanh loạn tạc mà chuẩn đề thì cầm trong tay thất bảo diệu thụ, mỗi lần xoát động ở giữa, lập tức có bảy sắc lưu quan thoáng hiện. Cái kia bảy sắc lưu quan luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, đem cái kia cùng oanh loạn tạc hồng tú cầu cho ngăn trở rơi xuống. Trong thiên đình yêu kia hoàng đế Tuấn và đông hoàng thái nhất ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chầm chầm phương Tây. Hai người bọn họ đều là vô cùng cao ngạo người, nguyên bản còn đối với chuẩn đề cùng nữ hoa ít nhiều có chút ý khinh thường. Nữ hoa và chuẩn đề, mặc kệ ai thắng ai mạnh tóm lại đều là trong thánh nhân ở cuối xe bây giờ hai vị thánh nhân này một phát nổi lên tay cái che khuất bầu trời rung chuyển thật đúng là không thể khinh thường bởi vậy đế tuấn cùng thái nhất sắc mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng lên thánh nhân không hổ là thánh nhân tục ngữ nói dưới thánh nhân đều sâu kiến hai người bọn họ mạnh hơn trước mặt thánh nhân vẫn như cũ cái sâu kiến trong lòng cái kia ý khinh thường, cũng từ từ thu vào. Trong tổ vu đại điện 12 tổ vu cũng tương tự ánh mắt khó chịu nhìn phương Tây. Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có thể triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, quy lực chân chính thậm chí còn tại yêu tộc chu thiên tinh đấu phía trên đại trận. Bởi vậy tự nhiên là cực kỳ ngạo mạn. Bây giờ phương Tây nữ hoa cùng chuẩn đề đại chiến. Trong nháy mắt thì để cho bọn họ nhìn đến thánh nhân quy lực chân chính mỗi một lần trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo hoảng sợ thiên uy. Cuối cùng là khiến bọn họ thấy được chân chính thánh nhân chi lực. Vô số hồng hoang đại năng vào giờ khắc này toàn bộ chú ý trận chiến này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Nữ Hoa VSC chuẩn đề Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hai người giao thủ một lát, thế mà một mực bất phân thắng bại. Nữ hoa nương nương lạnh giọng hừ một cái, lập tức thi triển vô biên pháp lực. Cái kia xếp hạng thứ 33 vị hồng tú cầu tiếp nhận nữ hoa vô biên pháp lực về sau, đột nhiên trở nên che khuất bầu trời. Lúc này hồng tú cầu ngang qua hư không, giống như một khối tuyệt thế thiên thạch, mang theo đại khủng bố khí thế, hướng thẳng đến chuẩn đề đạo nhân đệ ép đi qua. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt âm trầm, ngước đầu nhìn lên không trung cái che khuất bầu trời hồng tú cầu, ánh mắt để lộ ra oán hận chi ý thật không nghĩ tới nữ oa con hàng này bắt đầu liền chơi hung ác sau đó cũng thi triển ra mình vô tận thần thông xoay tay phải lại sau đó trong hư không hiển hóa ra một tòa trăm ngàn vạn dặm đại tu di sơn tòa đại tu di sơn này đúng là đạo trường của tây phương giáo chính là chuẩn đề thánh nhân căn cứ đạo trường của tây phương giáo diễn hóa đại tu di sơn này ức vạn vạn bên trong sơn hà nhìn qua vô cùng hùng vĩ vô số đạo vận trải rộng trên đó tràn ngập hoảng sợ thiên uy hướng thẳng đến cái che khuất bầu trời hồng tú cầu va chạm mà hồng tú cầu được mang theo ngập trời chi uy hướng phía cái kia tứ cực bác hoang đại tu di sơn trấn áp rất có một loại nhất lực phá vạn pháp tư thế đánh hai cổ vô tận khí tức trên không trung giao hội chẳng qua là trong nháy mắt liền có một loại thiên băng địa liệt vạn vật gào thét tư thế cả Tây Bộ Hồng Hoang đều hoàn toàn rung động. Vô số đại đạo sức mạnh quy tắc điên cuồng tán loạn. Dù sao thánh nhân ở giữa va chạm thật sự quá mức kinh khủng. Vô số hồng hoang đại năng rối rít thở dài không dứt. Từ thường cổ đại kiếp đến nay. Đây là lần đầu tiên phát sinh chân chính thánh nhân chi chiến. Cái kia kinh thiên động địa bộ dáng quả nhiên khiến người ta khiếp sợ. Hai vị thánh nhân vẹn vẹn chẳng qua là một cái va chạm. Cái kia kinh khủng tuyệt luân vô thượng khí kình, lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt liền xuyên thủng ức vạn vạn sơn hà. Mỗi một vị hồng hoang đại nhân đều ánh mắt hâm mộ nhìn hai vị thánh nhân. Trong lúc giơ tay nhất chân lực lượng, quả nhiên không hổ thánh nhân tên. Hai cổ lực lượng vẫn tại kéo dài va chạm. Cuối cùng chuẩn đề đạo nhân mượn thất bảo diệu thụ lực lượng biến hóa ra đại tu di sơn từ từ bắt đầu sụp đổ tảng lớn tảng lớn đại tu di sơn mảnh vỡ không ngừng tán loạn ra. Mà hồng tú cầu của nữ oa nương nương thì một đường đẩy vào. Hình như phá hết đại tu di sơn về sau, còn có công kích chuẩn đề thánh nhân dư lực. Hồng hoang chúng sinh thấy cảnh này về sau, đều kinh hãi gần chết. Mà chuẩn đề đạo nhân sắc mặt đến giờ phút này cũng thay đổi. Thật không nghĩ tới hắn mượn thất bảo diệu thụ lực lượng biến hóa ra đại tu di sơn, Thế mà bị nữ oa nương nương nhất lực phá vạn pháp hồng tú cầu phá sạch. Cái kia lạnh lùng vô tình con ngươi vào giờ khắc này cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Nữ oa. Trong thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân, quả nhiên không thể khinh thường. Nhìn hướng hắn va chạm đến hồng tú cầu. Chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ lần này nhẹ nhàng quét một cái. Cái kia vô cùng hoa mỹ hào quang bảy màu lần nữa thoáng hiện lao ra. Lập tức liền đem hồng tú cầu vô biên kia uy lực xoát sạch sẽ. Nữ oa nương nương vẫy tay một cái, hồng tú cầu liền ngã bay lại. Hồng hoang chúng sinh nhìn cũng là như si như say. Quả nhiên không ra bọn họ đoán. Thánh nhân ở giữa chiến đấu muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, hiển nhiên không thể nào. Đây tuyệt đối là một trận siêu cấp long hổ đại chiến. Loại đó sơn băng địa liệt cảnh tượng, tự nhiên để hồng hoang chúng sinh kinh hãi vạn phần đây chính là thánh nhân chi chiến sau rất nhiều người đều tự lẩm bẩm cho dù đế tuấn thái nhất chi lưu cũng là cảm thấy kinh hồn tán đảm dù sao cũng là thánh nhân trong tay lá bài tẩy vô số chuẩn đề thánh nhân cùng nữ oa thánh nhân rất nhanh lại chiến đến cùng một chỗ đánh đánh hai cái có kinh thiên vĩ lực người trên không trung không ngừng đỏ sức cái kia không ngừng sụp đổ đầy trời thần lực để vô số đại năng kinh hồn tán đảm lúc này chuẩn đề thế mà thấy được chính trận chiến không được sau đó lần nữa lấy ra một bảo đúng là lục căng thanh tịnh trúc kia lục căng thanh tịnh trúc đồng dạng là chuẩn đề đạo nhân vô thường pháp bảo một trong nguyên hình là thập đại tiên thiên linh căng một trong khổ trúc bị chuẩn đề đạo nhân đoạt được về sau lấy khổ trúc sáu khúc luyện chế cái này lục căng thanh tịnh trúc cuối cùng luyện thành cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phong người lục cảm, lục thức, đem người biến thành người cục. Sau đó đến lúc một khi bị phong lại lục cảm, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trên bảng xếp hạng pháp bảo vị trí 50. Cầm trong tay lục căng thanh tịnh trúc chuẩn đề đạo nhân, đối với nữ hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó liền có một luồng tối tâm mờ mịt lực lượng hướng phía nữ hoa nương nương. Cổ này tối tâm mờ mịt khí tức, một khi bị gần người, chỉ sợ nữ hoa lục thức đều muốn bị hoàn toàn phong ấn. Sau đó đến lúc nữ hoa nương nương cũng chỉ có thể mặc hắn làm thịt. Nghĩ tới chỗ này, chuẩn đề thánh nhân tâm tình cũng từ từ thoải mái. Chỉ cần trận chiến ngày hôm nay, hắn có thể lực áp nữ hoa một đầu, vậy hắn phương Tây chỉnh thể chắc chắn danh tiếng đại chấn. Lục căng thanh tịnh trúc cái kia tối tâm mờ mịt năng lượng hướng thẳng đến nữ hoa thể diện. Là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nữ hoa nương nương tay phải một chiêu. Sau đó xuất hiện một cái tạo hình kỳ dị đế đèn. Cái này đế đèn đại thể là hình hoa sen hình. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là nữ hoa nương nương chui này thần kỳ Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng, chính là lục linh đăng đứng đầu, bản xếp hạng pháp bảo vị trí 27. Cái này ngọn Bảo Liên Đăng, đèn cao chừng có chín tấc, Toàn thân trắng noãn, giống như băng tuyết hình dáng làm bảo sen nở rộ bộ dáng. Ước chừng có to bằng cái bát tô nhỏ, tâm sen vừa là đồ vật. Đèn bên trong dựng dục thất bảo diệu hỏa. Phàm là có thất tình lục dục tiếp nhận bảo liên đang khắc chế. Thời khắc này bảo liên đang vừa ra, sau đó bắn ra một nhàn nhạt ánh lửa. Đạo này ánh lửa, bảo hộ bên người nữ oa nương nương. Trong nháy mắt liền đem lục căng thanh tịnh trúc phát ra năng lượng màu xám thiêu đốt hầu như không còn thấy được loại biến cố này, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn còn muốn dùng lục căng thanh tịnh trúc lập công. Lại vạn vạn không nghĩ tới thế mà vô công mà trở về. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy thất vọng mà nữ oa nương nương sát thực mặt có xem thường chi sắc. Thật sự nói, nữ oa nương nương tuyệt đối có thể nói là giàu có nhất thánh nhân một trong. Trên bản xếp hạng pháp bảo bản pháp bảo lập tức có 5 kiện. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chưa từng lên bản cường lực pháp bảo tự nhiên là không sợ chuẩn đề đạo nhân lục căng thanh tịnh trúc coi như không có bảo liên đăng nàng cũng có khác pháp bảo có thể khắc chế lúc này nữ oa nương nương tua cờ hồng tú cầu phía trước chủ công bảo liên đăng ở phía sau chủ phòng một chiêu một thức vô cùng có chương pháp mà chuẩn đề đạo nhân cũng giống như thế tay trái lục căng thanh tịnh trúc tay phải thất bảo diệu thụ hai món trên bảng xếp hạng pháp bảo đồng dạng cực kỳ cường đại. Một cái chủ công, một cái chủ phòng. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà hoàn toàn dặn co xuống dưới. Hồng hoang rất nhiều đại năng, trực tiếp thấy như si như say. Thánh nhân ở giữa chiến đấu quả nhiên vô cùng có chương pháp. Nhất là tràn ngập tại các nàng bên người những đại đạo kia chi lực. Để đông đảo hồng hoang đại năng nhìn thấy thèm đến cực điểm. Những đại đạo kia chi lực chỉ có thánh nhân mới năng động dùng. Đây cũng là thánh nhân cùng bình thường sinh linh bản chất khác biệt. Thời khắc này chuẩn đề đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ oa cái này nữ lưu hạng người, thế mà cũng như vậy khó mà nắm. Sắc mặt có chút khó chịu chỉnh tề, thánh nhân trên đầu lại xuất hiện một bão. Đương đầu hướng phía nữ oa nương nương đập tới. Mọi người thấy món pháp bảo này sau khi xuất hiện, lập tức lại nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 44 Bị xem thường nữ hoa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đây là Đây là gia trì thần sử Chuẩn đề đạo nhân trên đỉnh đầu xuất hiện Món kia lan nhà bổng bộ dáng pháp bảo Đúng là hắn một món khác pháp bảo Gia trì thần sử Có cao thâm Phật Pháp gia trì Thần lực vô biên Cái này gia trì thần sử trên bảng xếp hạng Pháp Bảo đồng dạng nổi danh. Chính là xếp hạng thứ 42 vị tồn tại. Hiển nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Nữ oa nương nương thấy được món pháp bảo này về sau cũng là sắc mặt rất nặng. Vội vàng đem hồng tú cầu chiêu trở về, giữa trời chống đỡ gia trì thần sử công kích. Lập tức hai món uy lực cực mạnh tiên thiên linh bảo trên không trung bắt đầu so sánh lực. Lẫn nhau ở giữa bất phân thắng bại. Thấy được loại tình huống này về sau, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt trở nên cũng cực kỳ khó coi vạn vạn không nghĩ tới ba kiện trên bảng xếp hạng pháp bảo tề xuất thế mà vẫn như cũ không làm gì được nữ hoa nương nương điều này có thể không cho hắn căm tức nếu pháp bảo không thể chiếm được thượng phong vậy cũng chỉ có thể nhìn người ngạnh thực lực chuẩn đề đạo nhân sắc mặt trét run trong lòng nổi giận sau đó chuẩn bị thi triển đại thần thông thần thông này chính là hắn tu luyện vô số năm đến nay thành quả. Chỉ cần thần thông này vừa ra, nhất định phải đem nữ oa thánh nhân kia bắt lại. Phùng hoa kết thúc ba ngàn giới, đại mộng mới tỉnh chớ người sớm giác ngộ, song đao phong kiếm ý như mộng, như lộ như huyển đều như không. Theo chuẩn đề thánh nhân ngâm nga, trên người chuẩn đề thánh nhân cổ khí tức kia cũng từ từ trở nên mạnh mẽ cái kia không gì sánh kịp khí tức trực tiếp kinh động đến hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh. Trong thiên địa đại đạo chi lực đều không giải thích được chiến trung rảy lên. Rất nhiều thần bí vật thể trên không trung như cảnh hảo huyền, trên không trung dần dần thoáng hiện. Rất nhiều cảnh tượng dần dần hiển hóa ra ngoài. Vô biên hải dương. Núi non trùng điệp dãy núi. Rộng lớn vô biên lục địa. Rất nhiều cảnh tượng nhất nhất bày ra tầng tầng lớp lớp trải rộng ra tạo thành một cái tựa như ảo mộng đại thiên thế giới thần thông này đúng là chuẩn đề đạo nhân gần nhất mới nghiên cứu ra được siêu cấp đại thần ba ngàn đại thế giới nhất niệm sinh hóa ba ngàn giới ba ngàn thế giới rơi xuống phùng hoa chuẩn đề thánh nhân diễn hóa ba ngàn đại thế giới này tựa như ảo mộng mà không phải mộng không phải huyễn không phải mộng ảo ba ngàn đại thế giới này chấp chưởng sinh tử mà không phải sinh sự chết không phải sinh tử quả nhiên là vô thượng huyền diệu phật môn diệu pháp theo chuẩn đề thánh nhân pháp lực không ngừng gia trì ba ngàn đại thế giới này càng rõ ràng quả nhiên là vô thượng huyền diệu phật môn diệu pháp sau đó cái này không gì sánh kịp cực kỳ to lớn ba ngàn đại thế giới hướng thẳng đến nữ oa nương nương trấn áp tới chuẩn đề phải dùng ba ngàn đại thế giới này pháp lực đem nữ oa hoàn toàn trấn áp xuống đông đảo hồng hoang đại năng thấy được cái kia hạo nhiên thiên uy, đều kinh hãi vạn phần. Chuẩn đề đạo nhân này lại có thần thông như thế. Quả thật là kinh khủng như vậy. Chiêu này ba ngàn đại thế giới pháp thuật. Càng làm cho bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vô biên kia vĩ lực giống như thật giống như hư, trực tiếp ảnh hưởng chân thật hồng hoang đại thế giới. Thật thật giả giả khiến người phân biệt không rõ nhưng lực đạo không có gì sánh kịp kia lại là chân chân thật thật tồn tại quả nhiên là kinh khủng như vậy song nữ oa nương nương thấy được chuẩn đề thánh nhân cái này ba ngàn đại thế giới về sau thế mà chẳng biết tại sao cười ra tiếng chuẩn đề thánh nhân ở trước mặt hắn thi triển sinh hóa thủ đoạn thật đúng là có chút ít khôi hài có chút ngu xuẩn nữ oa nương nương chính là người nào đại địa chi mẫu nhân tộc chi mẫu vu tộc chi mẫu tương truyền nữ oa nương nương lĩnh ngộ sinh hóa đại đạo. Có thể một ngày bên trong, sinh hóa bảy mươi hóa thay đổi. Càng là lấy đất vàng bắt trước mình, đoàn thổ tạo người. Nữ oa nương nương có thần thông quảng đại sinh hóa vạn vật thần thông. Mỗi ngày chí ít có thể sáng tạo ra bảy mươi dạng giống loài. Nếu bàn về sinh hóa sáng tạo đại đạo, nữ oa nếu nói thứ hai, thế giới hồng hoang, không người dám nói đệ nhất. Lại vạn vạn không nghĩ tới, chuẩn đề đạo nhân thế mà ở trước mặt nàng thi triển cái gọi là sinh hóa sáng tạo chi lực. Đồng thời còn sáng tạo ra cái này cái gọi là ba ngàn đại thế giới. Cái này chẳng phải là tại múa rượu qua mắt thợ quả nhiên là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đã thấy nữ oa nương nương cười khẽ ở giữa, trước người đột nhiên xuất hiện một cái roi. Cái này roi có chút giống cành liễu, lại có chút giống dây leo. Quanh thân bao phủ vô biên tạo hóa công đức chi lực, đúng là nữ oa nương nương tạo nhân tiên kia. Siêu cấp công đức chí bảo. Bản xếp hạng pháp bảo vị trí 39 tồn tại. Chính là nữ oa nương nương lúc trước chứng đạo thành thánh lúc pháp bảo. Chỉ thấy nữ oa cầm trong tay tạo nhân tiên, đối với trước mắt ba ngàn đại thế giới nhẹ nhàng hất lên. Cái kia chuyện cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt liền xuất hiện. Chỉ thấy cái kia trên tạo nhân tiên thế mà vung ra một đạo không gì sánh kịp công đức chi lực đạo công đức chi lực kia trực tiếp tản ra không gì sánh kịp vô thượng ánh sáng. Quan mang này hiện ra một nhàn nhạt màu xanh lá. Có một loại không gì sánh kịp mỹ cảm. Cái che khuất bầu trời ba ngàn đại thế giới thế mà trong nháy mắt sụp đổ ra. Trong hư không phá thành mảnh nhỏ. Cái kia quỷ dị mà có thể xưng kinh khủng cảnh tượng, làm cho cả hồng hoang chúng sinh nhìn trận mắt hốc mồm. Mà lúc này chuẩn đề thánh nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng vạn vạn không nghĩ tới cái kia ba ngàn đại thế giới thế mà bị nữ oa nương nương dễ dàng như thế liền cho phá thật sự có chút vượt quá tưởng tượng nguyên bản hắn còn muốn trông cậy vào một chiêu này kiến công lập nghiệp thế mà lại dễ dàng như thế bị phá thật sự có chút vượt quá tưởng tượng thật ra thì nữ oa nương nương sắc mặt cũng có chút khó coi từ mặt ngoài nhìn lại nàng phá cái kia ba ngàn đại thế giới tương đối dễ dàng nhưng kỳ thực còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này dù sao cũng là thánh nhân tu hành đại chiêu. Quy lực hiển nhiên cũng là cực mạnh. Nàng tay kia cầm tạo nhân tiên tay phải, thời khắc này cũng đang hơi phát run. Cái kia quỷ dị Phật môn pháp thuật, quả thật là có chút thủ đoạn. Ước vạn vạn hồng hoang đại năng tất cả đều nhìn trận mắt hốc mồm. Thánh nhân chi chiến quả nhiên không phải chuyện đùa đồng thời đám người cũng đối với nữ oa thánh nhân thay đổi cách nhìn lúc đầu vô số năm đến nay bọn họ đều một mực xem thường nữ oa nương nương dù sao nữ oa nương nương luôn luôn ru rú trong nhà lại là một cái duy nhất nữ thánh bởi vậy tất cả mọi người cho là nàng sức chiến đấu không mạnh không nghĩ tới phen này giao thủ rơi xuống nữ oa nương nương thế mà còn chiếm căn cứ thường phong thật là làm cho đám người lật đổ đối với nữ oa nương nương tưởng tượng cho dù tới đối chiến chuẩn đề thánh nhân cũng có chút choáng ván. Chẳng qua sau đó hồng hoang chúng sinh phản ứng đi qua. Nữ oa nương nương dù sao cũng là vị thứ nhất thành thánh tồn tại. Vẫn là công đức hùng hậu nhất một vị thánh nhân. Thực lực thì thế nào có thể sẽ yếu trải qua lần này sau khi va chạm, trên người nữ oa nương nương sát khí càng nghiêm trọng. Khí tức trên thân cũng là mãnh liệt tăng lên. Một lần nữa phát động mãnh liệt tiến công mà chuẩn đề thánh nhân đã kinh ngạc vừa giận đồng thời, cũng là vội vàng chống đỡ. Tay trái thất bảo diệu thụ. Tay phải lục căng thanh tịnh trúc. Mỗi một chiêu mỗi một lần vô cùng có chương pháp. Luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất ngăn cản lại nữ oa nương nương cùng oanh loạn tạc. Mà nữ oa nương nương thì sắc mặt phát lạnh. Phía trước nhất có tu cờ hồng tú cầu mang theo chư thiên thần lực điên cùng oanh tạc phía sau thì có nữ oa nương nương cầm trong tay tạo nhân tiên thỉnh thoảng vung lên mỗi một lần luôn có thể kéo theo ngập trời uy lực mà bảo liên đăng kia thì bảo vệ nữ oa chu toàn thời gian dài giao thủ rơi xuống chuẩn đề cùng nữ oa thế mà ai cũng không làm gì được đối phương chuẩn đề đạo nhân càng đánh càng là kinh hãi lúc này nội tâm của hắn cũng có chút thấp thỏm lo âu đối phương chính là duy nhất nữ thánh hắn nếu bắt không được chỉ sợ trong sáu thánh yếu nhất danh tiếng chỉ sợ là không mất được mất nghĩ tới chỗ này hắn càng thêm nảy sinh ác độc mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đem hết toàn lực nếu muốn bàn về bắt nguồn từ thân ngạnh thực lực cùng pháp lực cao cường tự nhiên là thái thượng lão tử cao nhất trừ cái đó ra thái thượng lão tử còn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như vậy phòng thủ chí bảo còn có tiên thiên chí bảo thái cực đồ làm mạnh nhất nội tình rất nhiều lên bản pháp bảo bản thân. Còn có nhất khí hóa tam thanh kia thần thông, thái thượng lão tử gần như có thể nói là bất bại tồn tại. Trường ngoài thái thượng lão tử, chỉ sợ vị thứ hai cũng là cái kia tính khí quái dị thông thiên giáo chủ. Bản thân liền là tam thanh liệt kê, lại có tru tiên tứ kiếm bản thân. Chân chính sát phạt chi lực, cho dù thái thượng lão tử cũng có chút da đầu tê dại. Mà trong tam thanh thực lực nguyên thủy thiên tôn đồng dạng sâu không lường được trong tay có chư thiên khánh vân như vậy phòng thủ bảo vật. Lại có tiên thiên chí bảo kia bàn cổ phiên. Trong thánh nhân bài danh thứ ba, thỏa đáng thỏa đáng chính là nguyên thủy thiên tôn kia. Tại chuẩn đề thánh nhân trong suy nghĩ, nhà mình sư huynh tiếp dẫn đạo nhân, thực lực xếp ở vị trí thứ bốn. Tiếp dẫn sư huynh bụng dạ cực sâu. Pháp lực càng là, tăng lên ngàn dặm. Ngày thường còn trong bóng tối phong ấn rất nhiều pháp lực nói không chừng có cơ hội có thể tranh đoạt một chút trước ba. Trong lòng chuẩn đề thực lực của mình đại khái xếp ở vị trí thứ năm. Cuối cùng mới là này nữ lưu hạng người nữ hoa nương nương. song vạn vạn không nghĩ tới chính là, thực lực nữ hoa nương nương thế mà cường hãn như vậy. Nếu không nghiêm túc đối đãi chỉ sợ đúng là dễ dàng lật thuyền trong mương. Nghĩ tới chỗ này tiếp dẫn đạo nhân càng là trong lòng nảy sinh ác độc các loại thủ đoạn công kích không tiếc mạng nữa ném đi ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chuẩn đề thánh nhân cùng nữ oa thánh nhân không tiếc mạng nữa chiến đấu. Mà hồng hoang chúng sinh cũng xem được như si như say. Thực lực nữ oa nương nương mạnh như thế sao, Tây Côn Luân Đông Vương công ánh mắt sáng rực nhìn phương Tây. Trong mắt đầu lộ ra vẻ mặt không thể tin. Mà bên cạnh hắn Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng nữ hoa nương nương mới là yếu nhất thánh nhân? Đông Vương Công nghe nói như vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Tây Vương Mẫu tiếp tục nói, "Vậy ta vị muội muội từ trước đến nay tính khí kiên cường, ngày hôm đó Luân Phiên bị khinh bỉ, nghĩ đến trong lòng là tức giận không dứt, chuẩn đề thánh nhân kia bóp quả hồng mềm, nắm đến trên đầu của nàng." Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Nói đến đây Tây vương mẫu trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ Trách không được đều nói Dưới thánh nhân đều sâu kiến Cho dù chúng ta như vậy Chuẩn thánh cùng thánh nhân so sánh với Cũng là châu chấu đá xe A à. Đông vương công cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu Chuẩn thánh cùng thánh nhân chênh lệch nhìn như chỉ có cách xa một bước Nhưng bước này xa có thể nói là trời A à. Hai người từ từ thổn thức Mà tại một thần bí tuyệt địa bên trong Nhiên Đăng Đạo Nhân liền ẩn núp ở đây. Thời khắc này hắn cũng ngẩng đầu thật chặt nhìn qua không trung. Nữ oa thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân chiến đấu, động tĩnh thật sự quá mức khổng lồ. Cho dù tại Hồng Hoang biên giới khu vực, hắn cũng có thể thấy vô cùng hiểu rõ. Trong lòng đồng dạng cũng là nhấc lên từng cơn sóng lớn. Đây chính là thánh nhân chi lực sau, Nhiên Đăng Đạo Nhân tự lẩm bẩm. Bản thân hắn cũng là cường giả cấp bậc chuẩn thánh cũng là trong thiên địa cường giả hiếm có một trong. Song cùng thánh nhân, nhưng như cũ chênh lệch rất xa. Hôm nay cuối cùng thấy được cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Mà trong thiên đình đế tuấn cùng thái nhất cũng là tự lẩm bẩm. Thái nhất hiền đệ, tiên thiên chỉ bảo ngươi hỗn độn chung nơi tay, có thể hay không có thể cùng thánh nhân giao thủ. Thái nhất nghe thấy đế tuấn tra hỏi, không thể không cười khổ lên tiếng. Đại huynh, ngươi nghĩ quá đơn giản, muốn thúc đẩy hỗn độn chung, bản thân muốn hao phí vô biên pháp lực, cho dù hỗn độn chung nơi tay, cũng nhiều lắm là có thể ngăn cản thánh nhân mấy lần công kích mà thôi. Làm bản thân pháp lực tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Nghe thấy Thái Nhất trả lời. Đế Tuấn cũng không khỏi được lộ ra một cười khổ. Yêu tộc bọn họ thế lực trải rộng cả hồng hoang. Cao thủ cũng đồng dạng vô số. Thiên đế Đế Tuấn, đồng hoàng Thái Nhất, yêu sư công bằng, Mỗi một vị đều là bất thế ra siêu cấp cường giả. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều vạn cổ đại yêu. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ trước mắt thánh nhân cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. 12 tổ vu trong đại điện cái kia 12 đạo thân ảnh cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ vu tộc trời sinh nguyên thần có thiếu, không cách nào tu luyện thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào ngưng tụ bản thân pháp lực. Chỉ có thể tu luyện bản thân nhục thân chi lực mặc dù tại nhục thể phương diện, vu tộc có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng lại cũng đoạn tuyệt thành thánh cơ hội. Bây giờ rốt cuộc thấy được thánh nhân thực lực chân chính. Tự nhiên khiến bọn họ viên kia yên lặng tâm cũng từ từ sao động. Xem ra bọn họ vu tộc nhất định phải tìm thành thánh cơ duyên. Nếu không vu tộc nguy. Phương Tây sâu trong lòng đất cái kia phiến minh mông vô biên trong biển máu, minh hà lão tổ một lần nữa nổi lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời hồng hoang thánh nhân chi chiến có thể nói liền phát sinh ở trên đỉnh đầu của hắn hắn tự nhiên cũng là cảm xúc sâu nhất lần này hồng mông tử kim bản hoành không xuất thế hắn cũng tại lần này biến cố bên trong mò được lợi ích cực kỳ lớn sau đó chính là tìm thành thánh cơ duyên thời điểm lần này nếu vẫn không có nắm lấy cơ hội chỉ sợ ngày sau lại không thành thánh khả năng phương tây đại địa hai tôn vạn cổ đại năng vẫn tại điên cuồng hung mạnh chiến đấu không biết qua bao lâu hai vị thánh nhân kia rốt cục cũng đã ngừng hạ thủ xem ra thời gian ngắn hai người ai cũng không có thể chiếm thượng phong chẳng qua nữ oa nương nương hơi có vẻ hơi phong khinh vân đàm mà chuẩn đề đạo nhân đánh mãi không xong sắc mặt có chút biến thành đen xem ra phải dùng thời gian nhanh nhất bắt lại nữ oa thánh nhân chuẩn đề thánh nhân ở trong lòng âm thầm nghĩ đến mặc kệ dù nói thế nào, cùng một vị nữ lưu hạng người ra tay, bản thân cũng đã rơi xuống tầm thương. Nếu còn cầm không được, chẳng phải là trở thành hồng hoang đàm tiếu chuẩn đề đạo nhân sắc mặt âm trầm, nhìn nữ oa nương nương. Nương nương là đến đây dừng tay, vẫn là nhất định phải điểm cái cao thấp, đến bây giờ cảnh giới này của bọn họ, đã làm một trận còn chưa tính. Muốn chân chính điểm cái thắng bại, thật sự có chút khó khăn. Dù sao đều đạt đến cảnh giới thánh nhân, bất tử bất diệt, không buồn vô hại. Nữ oa nương nương thì lạnh lùng, nhìn chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề, lúc trước ngươi mở miệng nhục ta, hôm nay ta tay, tự nhiên là muốn phân cao thấp. Nữ oa nương nương tự nhiên là không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ. Bản thân vốn vì chuyện của nhân tộc làm cái bể đầu sức tráng. Chuẩn đề tiện nhân này quá hồng mềm thế mà nắm đến trên đầu của nàng đã đến điều này có thể không cho nàng lên cơn giận giữ chuẩn đề đạo nhân thấy được nữ oa nương nương không chịu từ bỏ ý đồ không thể không thở phào một hơi sau đó ánh mắt lộ ra cười gằn chi sắc ngươi thật coi bần đạo không có thủ đoạn hay sao trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn cũng tương tự mang theo ngập trời chiến ý đến cảnh giới này của bọn họ tự nhiên đều là tay cầm vô số lá bài tẩy không có bất kỳ cái gì một cái là kẻ vớ vẩn nói đến thế thôi chuẩn đề cái kia còng xuống thân thể gầy yếu chậm rãi đứng thẳng theo thân thể đứng thẳng lên thế mà cũng tản ra một tia vĩ đại chi ý cùng lúc đó một luồng cực mạnh uy áp đột nhiên lan ra quét sạch tứ cực bát hoang sau đó trên người phật quan phổ chiếu từ từ diễn hóa thành một tôn thân ảnh chí cao vô thượng che khuất bầu trời thân ảnh này nhìn qua vô cùng to lớn lại có chút dữ tợn đáng sợ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Quả nhiên là diệu diễn tam thừa dậy, tinh vi vạn toàn pháp. Chậm rung đường đuôi phun ra ngọc châu, chấn động lôi đình vang chín tầng trời. Theo đạo này thân thể che khuất bầu trời xuất hiện, một luồng kinh khủng tuyệt luân sức mạnh to lớn ngập trời, vượt ngang thời không lao ra. Có trấn áp mọi loại diệu pháp đại đạo chí lý tại trên thân thể cái che khuất bầu trời phù động. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều hiếp mắt cẩn thận hướng thân thể cái che khuất bầu trời nhìn lại chỉ thấy đó là một tôn vô cùng bàn bạc thân ảnh vàng ống dùng lời của tây phương giáo thân ảnh này chính là kim thân mà dùng đông mới lời của huyền môn thân ảnh này lại là pháp thiên tượng địa chỉ thấy cái này một tôn vô cùng bàn bạc kim thân pháp giống toàn thân tất cả giải tán phát ra ngập trời ánh sáng vàng chiếu sáng cả phương tây chủ đề thánh nhân đối mặt thịnh khí lăng nhân nữ hoa nương nương không thể không thi triển ra cái kia kim thân chi lực. Đạo này kim thân mặc dù toàn thân tất cả giải tán phát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng lại vô cùng quỷ dị. Có ước chừng 18 cái cánh tay, 24 tôn đầu lâu. Mỗi một gương mặt đều là vô cùng dữ tợn, so với cái kia lệ quỷ còn muốn đáng sợ rất nhiều. Cái kia kinh khủng bộ dáng đơn giản vô cùng quỷ dị song quỷ dị này thân thể nhưng lại tản ra trang nghiêm khí tức thần thánh thần thánh cùng quỷ dị kết hợp thể hồng hoang ức vạn vạn sinh linh tất cả đều huyết sâu một hơi vạn vạn không nghĩ tới nghiêm túc chuẩn đề đạo nhân thế mà khủng bố như thế cái kia mạnh mẽ tuyệt luân khí tức trực tiếp kinh động đến ức vạn vạn chúng sinh chuẩn đề đạo nhân bộ dáng này thật sự quá mức dọa người cái này kém xa cực kỳ quỷ dị dáng vẻ có thể nào không khiến người ta cảm thấy sợ chứ nhất là tôn này quái vật khổng lồ 18 con trên tay, còn mỗi người nắm giữ một món pháp bảo. Như là thất bảo diệu thụ, lục căng thanh tịnh trúc, gia trì thần sử, chuỗi ngọc dù đóng, tán hoa ruột cá, vẽ lên long thương vân vân. Quy lực trong đó mạnh nhất, đương nhiên đến cái kia lên bảng ba kiện pháp bảo. Như vậy chuẩn đề đạo nhân ai có thể chiến thắng nữ oa nương nương đối mặt quái vật khổng lồ như vậy còn có thể giữ vững ưu thế sao dù sao lúc này nữ oa nương nương trước mặt chuẩn đề thánh nhân, đơn giản chính là một tôn nhỏ bé sâu kiến. Nhỏ bé nữ oa nương nương thấy được che khuất bầu trời chỉnh thể, khóe miệng không thể không toát ra một đùa cực. Chuẩn đề, chẳng lẽ ngươi cho rằng nữ oa ta sẽ không có thủ đoạn hay sao? Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 46 Ăn thua thiệt ngầm chuẩn đề Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nữ hoa nương nương hơi mà cười cười chuẩn đề có thủ đoạn nàng nữ hoa cũng tương tự có chẳng qua nữ hoa cũng thoáng có chút kinh ngạc chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tu luyện chính là tây phương giáo thuật hai người bọn họ mệnh danh là phật môn pháp thuật bởi vì cái gọi là phật bản thị đạo cái này cái gọi là phật môn pháp thuật rõ ràng chính là bàn môn tả đạo lại bị chuẩn đề đạo nhân này tu luyện ra huy hoàng thiên uy cảm giác nghiễm nhiên bị hắn tu thành danh môn chính đạo. Nữ oa nương nương cười lạnh, cũng quyết định không còn tàn tư. Sau đó chấn động thân thể, đồng dạng có một luồng che khuất bầu trời quang mang lan ra. Ngay sau đó liền có vô tận tường thủy khí tức phát ra. Theo vô biên kia tường thủy chậm chạp tán đi. Lại có một thân ảnh che khuất bầu trời xuất hiện trong thiên địa. Thân ảnh này đúng là nữ oa nương nương pháp thiên tượng địa chỉ thấy đó là một tôn đỉnh thiên lập địa nữ thần cái kia nữ thần nhìn qua trang nghiêm vô cùng đứng ở vô cùng to lớn lại cực kỳ thần thánh hoa sen cứ vậy mà làm phó nữ thần hình tượng nhìn qua đỉnh thiên lập địa dưới thân cái kia đuôi trắng khổng lồ cuộn tại hoa sen trên bảo tọa cái này to lớn thánh nhân kim thân đồng dạng có hào quang bảy màu lấp lóe không yên chuẩn đề thánh nhân phát ra cái che khuất bầu trời năng lượng tạo thành uy thế trong nháy mắt liền bị phá cái vỡ vụn Hoa. Wow. Mau nhìn mau nhìn, đó là nữ oa thánh nhân pháp thiên tượng địa sau, nữ oa cái này kim thân nhìn qua tuyệt không so với chuẩn đề thánh nhân kém A. Đây chính là thánh nhân lực lượng chân chính sau tức vạn vạn hồng hoang chúng sinh, rối rít sợ hãi thang. Dù sao các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được thánh nhân kim thân. Cũng không biết thánh nhân khác pháp thiên tượng địa tinh thần rốt cuộc là bực nào bộ dáng. Chỉ thấy nữ oa thánh nhân pháp thiên tượng địa kim thân, tóc dài tới eo như tơ lụa khoác ở phía sau. Hình dạng ngọc nhuận, lại khuynh quốc khuynh thành. Đúng là nữ oa nương nương dáng vẻ. Tôn này nữ thần kim thân, thân mang lụa trắng váy dài. Thời khắc này đang đứng tại hoa sen kia trên bảo tọa. Sáng ống ánh đuôi trắng cuộn tại phía trên nhìn qua rất có vài phần mị lực. Tay phải để ở trước ngực bóp lấy không tên phát giác. Đúng là cái kia môi son khẽ mở làm từ bi, đại từ đại bi tướng trang nghiêm tại chỗ mi tâm của hắn, càng là ngưng tụ một đạo thần bí khó lường đường vân. đạo văn này đường hình như chính là một cái thần bí văn tự đồ đằng. nhìn qua vô cùng huyền diệu. tại nữ hoa kim thân bên cạnh, đồng dạng gia trị lấy rất nhiều pháp bảo. trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một món cực phẩm tiên thiên linh bảo vô cực dù. tại sau đầu của nàng, thì nổi lơ lửng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh châu. mặt trên người món kia mờ ảo linh tú trắng mây trắng áo cũng là một món vạn pháp bất xâm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bên hông cây kia dây lụa lại là mờ ảo cuốn ngày mang theo. Cùng lúc đó, cái kia hồng tú cầu, bảo liên đăng, tạo nhân tiên, sơn hà xã tắc đồ các loại, thì tại nữ hoa kim thân bên cạnh bao quanh, bay múa không ngừng. Chuẩn đề đạo nhân nhìn hiện ra pháp thiên tượng địa nữ oa nương nương, khóe miệng toát ra một âm tàn nụ cười. Chờ chính là ngươi. Sau đó chuẩn đề liền đột nhiên rít lên một tiếng tiếng gầm thét này âm thanh như cái kia lôi đình oanh minh núi kêu biển gầm truyền khắp đi ra giống như sư tử gầm thét đúng là cái kia phật môn thần thông sư tử hống trong lúc nhất thời cả hồng hoang đại địa đều quanh quẩn cái kia trùng trùng điệp điệp mênh mông mịt mờ vô thượng huyền âm sau đó thấy hắn trong đó một tay nắm hóa thành hoàng kim cự chưởng hướng thẳng đến nữ oa nương nương lật út bàn tay kia bên trên tràn ngập đại đạo chi lực trong nháy mắt liền hóa thành trăm ngàn vạn trượng to lớn. Mang theo uy lực kinh khủng không có gì sánh kịp, hướng phía nữ hoa nương nương quét sạch. Thề phải đem nữ hoa kia một chưởng vỗ bay. Thấy được cảnh tượng như thế này, nữ hoa cũng là mặt có không đổi chi sắc. Vần quanh bên cạnh hắn bảo liên đăng, đột nhiên nổi lên một nhàn nhạt ánh lửa. Những ánh lửa này lắm ta lắm tắm, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Sông rơi xuống cái che khuất bầu trời bàn tay lớn bên trên, thế mà trong nháy mắt liền tản ra ngập trời liệt diễm. Cái kia ngập trời liệt diễm trực tiếp đem cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đốt cháy hầu như không còn. Xong cái này nhưng không có bị thương chuẩn đề thánh nhân mảy may. Chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân, mặt lộ vẻ cười lạnh. Vô số bàn tay lớn, nắm lấy các loại pháp bảo, hướng phía nữ oa nương nương hung mảnh lung tung đập tới. Mà nữ oa nương nương lại là mặt lộ lạnh lùng chi sắc, nhưng không có bất kỳ cử động xoay quanh tại bên người nàng những pháp bảo kia, thì bắt đầu tứ tán đánh ra. Cái kia hồng tú cầu đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, tại vô số cái cự thủ bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Mỗi lần chớp lên một cái, luôn có thể khiến cho mấy cái bàn tay lớn trở về thủ. Mà cái kia bảo liên đăng thì tản ra một đạo nhàn nhạt ánh lửa. Những ánh lửa này nhìn qua cực kỳ mờ đi. Nhưng chỉ cần đụng phải cái kia kim sắc bàn tay lớn, đột nhiên sẽ bạo phát ra biến thái uy lực. Trực tiếp đem bàn tay to kia thiêu đốt hầu như không còn. Không trung cái kia tạo nhân tiên cũng đang không ngừng vung vẫy. Mỗi một cái đều có thể chuẩn xác đánh trúng một bàn tay lớn màu vàng ống. Vài kiện siêu cấp pháp bảo ảnh hưởng, chuẩn đề bất cứ thủ đoạn công kích nào, tất cả đều không thể tới gần người. Song chuẩn đề cái kia 18 con tay vẫn tại cùng oanh loạn tạc trong lúc nhất thời nữ oa nương nương thân ở phạm vi trở thành nổ tung căn cứ. Vô số đại đạo đạo vận, vô số không gian loạn lưu. Đơn giản đều muốn đem nữ oa nương nương bao phủ lại trong đó. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt vẫn như cũ có vẻ điên cuồng. 18 con che khuất bầu trời bàn tay lớn nắm lấy pháp bảo, tất cả đều hướng trên người nữ oa nương nương chào hỏi. Mỗi một lần công kích đều tràn ngập kinh khủng đại đạo chi lực. Đánh! Đánh! đánh. Cũng không biết oanh tạc bao lâu. Trung tâm vụ nổ nữ oa nương nương cuối cùng hơi không kiên nhẫn. Chỉ thấy không trung đột nhiên vương một đạo hào quang màu xanh lục, từ cái kia trung tâm vụ nổ bên trong đưa ra ngoài. Đạo năng lượng này đúng là nữ oa nương nương tạo nhân tiên kia. Nữ oa nương nương cầm trong tay cái kia màu xanh biết giạc vào tạo nhân tiên, hướng thẳng đến chuẩn đề thánh nhân thân thể cái che khuất bầu trời rút đi. Chuẩn đề đạo nhân chỉ lo cùng oanh loạn tạc nhất thời không chú ý, thế mà bị tạo nhân tiên rút trúng. Bột. Âm thanh này cực kỳ thanh thúy vang dội. Cái che khuất bầu trời kim thân tại tạo nhân tiên quật dưới, thế mà đánh một cái lão đảo, lùi về phía sau mấy bước. Lần này lập tức để chuẩn đề thánh nhân bối rối. Không riêng gì chuẩn đề thánh nhân bối rối. Hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh tất cả đều cảm thấy mộng bức. Trong thiên đình đế tuấn thái nhất hai người. Vu tộc thánh địa 12 tổ vu. Bắc Minh chi hải công bằng. Vô biên huyết hải minh hà. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử. Ẩn núp tại thần bí chi địa nhiên đăng đạo nhân. Tất cả mọi người lâm vào trạng thái mộng bức, trong lúc nhất thời thế mà phản ứng không kịp. Dù sao hiện trường biến hóa thật sự quá mức quỷ dị. Vừa rồi vẫn là đất trung núi chuyển cảnh tượng, trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ chuẩn đề thánh nhân cùng oanh loạn tạc đã lâu, lại không có chút nào thành quả. Mà nữ oa nương nương chỉ dùng bản xếp hạng pháp bảo vị trí 39 tạo nhân tiên nhẹ nhàng co lại. liền trực tiếp đem chuẩn đề thánh nhân rút một cái lão đảo. Tại hồng hoàng chúng sinh mắt thấy. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hoàn toàn đen lại. Cho dù tràn ngập lấp lóe ánh sáng vàng, đám người vẫn như cũ nhìn thấu chuẩn đề thánh nhân cái kia đen như đáy nồi sắc mặt. Hắn thế mà trong tay nữ oa nương nương ăn thua lỗ lớn như thế cái này thực sự để hắn khó mà chịu đựng. Vô số năm qua, hắn chưa bao giờ từng ăn như vậy thua thiệt ngầm cái này thực sự để hắn khó mà tiếp nhận. Nữ oa nương nương cần phải chú ý. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Bị liên tục cuộc chuẩn đề thánh nhân nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau đó khí tức trên người chuẩn đề thánh nhân, đột nhiên lần nữa thăng hoa. Hắn muốn thi triển một cái đại chiêu, dùng cái này đến vãn hồi hắn thánh nhân kia mặt mũi. Chỉ thấy phía sau hắn cái kia 18 con bàn tay nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, thế mà sinh ra đến mãi không hết huyễn ảnh. Sau đó những kia huyễn ảnh, tất cả đều biến hóa thành vô số che khuất bầu trời bàn tay lớn sau đó đồng thời hướng phía nữ oa nương nương cùng oanh loạn tạc đây chính là tây phương giáo định cấp thần thông thiên thủ phật đà bức kia sóng to gió lớn cảnh tượng trực tiếp khiếp sợ hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân còn có loại này thủ đoạn thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng dù sao cái này thiên thủ phật đà tư thế thật sự có chút kinh khủng mà nữ oa nương nương đối mặt chuẩn đề cái kia thiên thủ phật đà công kích sắc mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng lên sau đó thấy nữ oa nương nương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng ngâm sướng không tên chú ngữ nữ oa nương nương ngâm nga chú ngữ âm thanh cực kỳ vang dội gần như có thể nói là vang vọng nửa cái hồng hoang song bất cứ người nào cũng không có nghe rõ nữ oa nương nương ngâm nga rốt cuộc là cái gì chú ngữ chốc lát sau nữ oa nương nương sắc mặt cực kỳ trang nghiêm hướng phía trước một chỉ trong miệng trịnh trọng mà to nói La sinh môn. La sinh môn ba chữ vừa ra. Cả hồng hoang đại địa hình như vào giờ khắc này rung rẩy lên. Sau đó thấy được một cái cực kỳ khủng bố, có thể xưng che khuất bầu trời đại môn, xuất hiện trong thiên địa. Cái kia nói che khuất bầu trời đại môn, ngăn ngang tại trong lòng đất. Đạo này to lớn đại môn phía trên, điêu khắc đến mãi không hết cự xa. Giống như rắn địa ngục, như vậy cảnh tượng quả nhiên là kinh khủng vô biên. Cái này vô cùng kinh khủng La Sinh Môn đem nữ oa cùng chuẩn đề hoàn toàn ngăn cách ra. Chuẩn đề đạo nhân cái kia thiên thủ Phật đã công kích, tất cả đều bị cái này La Sinh Môn ngăn cản lại. Bất kỳ lần nào công kích sau khi đụng phải La Sinh Môn này, đều giống như đá chìm đáy biển tiêu thất vô tung. Không biết qua bao lâu, chuẩn đề thánh nhân cái kia thiên thủ Phật đà chi lực rốt cuộc từ từ dừng lại xuống dưới. Mà nữ oa La Sinh Môn kia cũng từ từ trở nên hư ảo cuối cùng biến mất trong vô hình. Chuẩn đề thánh nhân cái kia thiên thủ Phật đà tất cả công kích, thế mà toàn bộ đều bị nữ oa nương nương la sinh môn cản lại. Điều này làm cho tất cả mọi người thất kinh. Mà chuẩn đề thánh nhân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng vào lúc này, nữ oa nương nương cầm trong tay tạo nhân tiên, một lần nữa hướng phía chuẩn đề đánh tới. Bột. Vừa rồi lực ác chuẩn đề thánh nhân, một cái không tra xét, một lần nữa bị nữ oa nương nương rút trúng. Lập tức đánh một cái lão đảo, lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã trên đất. Giờ khắc này hắn hoàn toàn bối rối. Hắn lại một lần bị nữ oa nương nương rút trúng hắn lại một lần trong tay nữ oa nương nương bị thiệt lớn chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thành thánh vô số năm qua trải qua đếm kiếp, chưa từng từng chịu đựng sỉ nhục như vậy huống chi hồng hoang chúng sinh đều chú ý lấy trận chiến này. Hắn lại liên tục hai lần bị nữ oa trút trúng, thật sự để hắn khó mà chịu đựng. Nữ oa nương nương đây là đang nhục nhã hắn, đồng thời cũng là đang nhục nhã Tây Phương Giáo bọn họ. Nghĩ tới chỗ này, chuẩn đề thánh nhân sắc mặt kia từ từ trở nên dữ tợn. Trong lòng cái kia bạo ngược tâm tình gần như muốn để hắn nổi điên. Trên mặt vẻ điên cùng chuẩn, nói ra khí tức trên người thánh nhân một lần nữa thăng hoa. Cái kia sóng to gió lớn khí thế hình như muốn hủy thiên diệt địa. Sau đó thân thể khổng lồ kia hướng thẳng đến nữ hoa nương nương va chạm. Đồng thời còn khu động lấy cái kia 18 pháp bảo, tất cả đều hướng phía nữ hoa nương nương công kích. Trong lúc nhất thời cả phương Tây thiên địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Các loại bảo quan lấp lóe đầy trời, các loại đại đạo chi lực không ngừng oanh tạc. Cả phương Tây đại địa vào giờ khắc này cũng bắt đầu rung rẩy lên. Cái kia đất trung núi chuyển cảnh tượng giống như một lần nữa ngày tận thế. Phương Tây Sinh Linh cho dù dưới sự bảo vệ của Tiếp Dẫn Thánh Nhân, vẫn như cũ cảm giác khổ không thể tả. Mà đối mặt điên cuồng chuẩn đề thánh nhân. Nữ oa nương nương lại là cực kỳ tỉnh táo. Tu Cờ Hồng Tú Cầu, Bảo Liên Đăng, Tạo Nhân Tiên, Sơn Hà Xả Tắc Đồ, Ngũ Hành Linh Châu, mờ ảo cuốn ngày mang theo các loại ánh sáng đồng dạng lấp lóe không ngừng cái kia hai tôn che khuất bầu trời pháp thiên tượng địa, thậm chí còn đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Đánh! 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 Cái kia khổng lồ lực trùng kích, rung động lòng người. Vô số loại pháp bảo trên không trung đụng nhau lẫn nhau sát phạt. Nhưng bất kỳ pháp bảo nào tại hồng tú cầu oanh tạc trước mặt đều rơi xuống hạ phong. Dù sao hồng tú cầu chính là xếp hạng thứ 33 vị tồn tại. Hồng tú cầu một đường mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay hư hại chuẩn đề thánh nhân vài kiện pháp bảo. Đối mặt loại tình huống này, chuẩn đề thánh nhân cũng là trong lòng nảy sinh ác độc. Trong tay thất bảo diệu thụ liên tục xoát động, cái này mới miễn cưỡng chặn lại hồng tú cầu uy lực. Vậy mà mặc dù như thế, hai người khiêu chiến chuẩn đề thánh nhân cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Dù sao vô luận pháp lực, vẫn là pháp bảo, nữ hoa đều chiếm thượng phong. Chuẩn đề thánh nhân, mặc dù hét giận dữ liên tục, nhưng mà lại không có chuyện gì ở bổ, chỉ có thể bị nữ oa nương nương đè xuống đánh, thậm chí bắt đầu liên tục bại lui. Bộc, nữ oa nương nương trong tay tạo nhân tiên, lại một lần quất vào trên người chuẩn đề thánh nhân. Hai người trên lệch cuối cùng bắt đầu từ từ hiện ra. Chuẩn đề thánh nhân thành thánh, bản thân liền vô cùng miễn cưỡng. Liên tục phát hạ 48 lớn hoành viễn, hướng lên trời nói cho mượn một chút công đức, mới miễn cưỡng thành thánh. Cùng nữ oa so sánh với, đúng là có nhiều không bằng. Trừ cái đó ra, tại pháp bảo phía trên chỉnh thể tính năng cũng có nhất định chênh lệch. Mặc dù hắn cầm trong tay 18 pháp bảo, nhưng đối với nữ oa nương nương sinh ra uy hiếp, liền thất bảo diệu thụ lục căng thanh tịnh trúc, gia trì thần sử, cái này ba kiện lên bản pháp bảo mà thôi. Mà nữ oa nương nương trong tay pháp bảo trên bản xếp hạng đều là cực cao tồn tại mỗi một món pháp bảo đều có thể cho chuẩn đề thánh nhân mang đến cường đại ý uy hiếp trừ cái đó ra nữ oa nương nương còn có đông đảo phòng thủ pháp bảo mờ ảo cuốn ngày mang theo vô cực dụ đóng ngũ hành linh châu mờ ảo linh tú áo bởi vậy trải qua dài dằn dặc giao chiến cuối cùng đem chuẩn đề thánh nhân cái kia khoa trương khí diễm đè ép xuống đang hồng tú cầu lần nữa đập xuống chuẩn đề đạo nhân cái kia thân thể trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, suýt chút nữa từ giữa không trung ngã lộn chỏng vó xuống. Hồng tú cầu cái kia uy lực to lớn suýt chút nữa để hắn 18 pháp bảo đều rời tay mà bay. Thời khắc này cái kia to lớn kim thân cũng nổ tung. Kim thân mặt ngoài cũng tản ra mạng nhện vết trạng. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Dù sao nữ oa nương nương lần này thật sự quá mức kinh diễm. Chuẩn đề đạo nhân thật sâu thở hỗn hển một ngụm khí thô nhìn về phía nữ hoa ánh mắt tràn ngập vô biên phẫn nộ. Chỉ thấy trên người hắn quan mang nhẹ nhàng lóe lên. Cái kia sung thứ vết trách kim thân trong nháy mắt liền bị hắn chữa trị hoàn thành. Thấy được loại tình huống này, hồng hoang chúng sinh không khỏi sợ hãi thang. Thánh nhân chính là bất tử bất diệt tồn tại, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Một chút vết thương đối với chuẩn đề thánh nhân mà nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính chẳng qua nữ hoa nương nương có thể nhiều lần cuộc chuẩn đề. Có thể để cho mất hết mặt mũi, biến thành chê cười. Hiển nhiên cũng là cực kỳ đáng quý. Đối mặt loại tình huống này, chuẩn đề thánh nhân càng phẫn nộ. Thậm chí còn có chút khí cấp bài phôi. Nữ hoa. Đây đều là người bức ta. Chỉ thấy hắn đột nhiên gầm thét một, lập tức 18 con tay, toàn bộ lòng bàn tay hướng lên trên cử đi quá đỉnh đầu hình như tại kéo lên cái gì không gì sánh kịp đồ vật. Sau đó liền có một luồng kinh hải tuyệt luân khí tức từ trên tay hắn truyền ra. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều cảm nhận được một luồng vô cùng cường tuyệt lực áp bách. Sau đó rối rít hoảng sợ nhìn chằm chằm chuẩn đề. Vạn vạn không nghĩ tới chuẩn đề còn có như vậy kinh hải gần chết thần thông. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Chưởng Trung Phật Quốc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời khắc này chuẩn đề 18 con tay tất cả đều hướng lên trời. Trong lòng bàn tay nắm cử đi cái kia không tên thần thông từ từ thành hình. Thế mà ngưng tụ thành một mảnh không gian nhỏ. Theo chuẩn đề đạo nhân pháp lực, kéo dài ngưng tụ. Cái kia trong không gian thần bí đột nhiên sinh ra rất nhiều hình ảnh. Hình như đang diễn hóa lấy cái gì siêu tuyệt thần thông. Không bao dài thời gian, hình ảnh này từ từ rõ ràng hồng hoang chúng sinh khiếp sợ phát hiện cái kia phiến không gian thần bí thế mà sinh ra rất nhiều sinh linh rất nhiều sinh linh tổ hợp thành phật quốc nhìn kỹ lại bên trong là từng tòa cao lớn mà cực kỳ thần thánh điện đường vô số thần bí sinh linh ngồi ngay ngắn ở trong trang nghiêm mà thần thánh từ bi mà tường hòa cầm đầu chính là ba vị siêu cấp đại phật theo thứ tự là quá khứ đại phật hiện tại đại phật cùng tương lai đại phật trừ, quá khứ hiện tại tương lai ba tôn đại Phật ở ngoài. Còn có cái khác 300 Phật Đà. Tứ Đại Bồ Tát, Bác Đại Kim Cương, 18 vị La Hán, 500 tôn giả, 3.000 kết đế, cùng ức vạn vạn Phật tử. Những hình ảnh này lưu luyến hiển hóa thành. Cái kia thế giới trong tay cũng càng rõ ràng. Không gì sánh kịp siêu cấp sức mạnh trấn áp, đang từ từ tạo thành heo lớn bao nhiêu có thể thấy được cảnh tượng như vậy, sắc mặt cũng là biến lại biến. Xem ra tất cả mọi người coi thường chuẩn đề thánh nhân. Không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân thế mà còn trong bóng tối cất thủ đoạn như vậy. Thánh nhân thủ đoạn, thánh nhân chiến đấu quả nhiên không cách nào nói nên lời. Chuẩn đề cái này phương Tây Phật môn thần thông, quả nhiên phong cách riêng. Đầu tiên là diễn hóa đại tu di sơn trấn áp. Hậu thế ba ngàn đại thế giới sau đó lại là thiên thủ Phật Đà. Hiện tại lại xuất hiện trưởng Trung Phật Quốc không có gì sánh kịp này. Mỗi một dạng thần thông đều có kinh thiên vĩ lực chi thần lực. Cái này Phật môn thần thông hiển nhiên cùng đạo môn huyền phái một trời một vực. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên chân chính thấy được Phật môn thần thông. Trong đầu xuất cung thái thượng lão tử, sắc mặt cũng là hơi đổi. Từ thượng cổ thời kỳ về sau, hắn rốt cuộc không gặp phương Tây nhị thánh ra tay không nghĩ tới vô số năm đi qua. Phương Tây nhị thánh thế mà khai thác thủ đoạn như vậy. Mặc dù chuẩn đề cùng nữ oa chiến đấu chiếm cứ hạ phong, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Hiển nhiên chỉnh thể cùng tiếp dẫn đã mở ra lối riêng. Thậm chí còn tu luyện ra thần thông quảng đại như vậy Phật môn thần thông. Có những này Phật môn thần thông tại, gần như đã có thể cùng đạo môn chọn phái đi đứng ngang hàng. Điều này làm cho hắn Huyền môn này lãnh tụ có thể nào không kinh ngạc thái thượng lão tử sắc mặt thoáng có chút khó coi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hiển nhiên đều có đặc biệt thủ đoạn. Mặt ngoài nhìn qua Phương Tây Nhị Thánh không đáng để lo. Nhưng nếu thật coi thường bọn họ hai vị, chỉ sợ còn muốn thật thua thiệt lớn. Trong Ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn động dạng sắc mặt đại biến. Hắn cũng không có nghĩ tới Phương Tây Nhị Thánh sẽ có thần thông như vậy bây giờ phương tây nhị thánh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị hắn phương tây phật môn trong mơ hồ có cùng huyền môn đứng ngang hàng cảm giác làm huyền môn chính thống nguyên thủy thiên tôn tự nhiên là trong lòng khó chịu thái thượng lão tử thanh tỉnh vô vi từ trước đến nay không hỏi thế sự thông thiên giáo chủ tính khí khoa trương bất thường thích cùng choàng kinh đeo sừng hạng người lẫn vào cùng nhau nữ oa nương nương chính là một nữ lưu hạng người cũng từ trước đến nay nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu bây giờ cả thế giới hồng hoang gần như có thể nói là nguyên thủy thiên tôn định đoạt bây giờ cái này phương tây khai thác ra sức mạnh như thế thủ đoạn trong mơ hồ cùng phương đông chống lại phương tây nhị thánh chi tâm rõ rành rành nguyên thủy thiên tôn ánh mắt hơi rét run cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía nữ hoa nếu không có nữ hoa tùy tiện ra tay đúng là không biết được phương tây nhị thánh thủ đoạn bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng nữ hoa có thể đứng vững chuẩn đề công kích vô luận như thế nào tuyệt đối không thể ném đi đông phương huyền cửa thể diện cùng địa vị nếu không chỉ sợ đông phương huyền cửa nguy mà kim ngao đảo bích du cung thông thiên giáo chủ lúc này lại đã đến hào hứng dù sao phương tây chuẩn đề thi triển ra thủ đoạn có cảm giác mới lạ điều này làm cho hắn không thể không đối với tây phương giáo sinh ra hứng thú nồng hậu muốn hay không qua một thời gian ngắn đi phương tây đi một lần đi phương tây cảm thụ một chút cái này cổ quái kỳ lạ chiêu thức cũng là rất tốt thông thiên giáo chủ âm thầm cô lỗ ánh mắt kia lại càng sáng lên lúc này hắn đã quyết định chủ ý tìm một cơ hội nhất định phải đi phương tây đi một lần cảm thụ một chút lòng đất huyết hải minh hà lão tổ nhìn trên đỉnh đầu cái kia cuồn cuộn uy thế khóe miệng toát ra một đùa cợt vô số năm đi qua không nghĩ tới chuẩn đề tên này thế mà đem một chiêu này tu luyện đến cảnh giới như thế khóe miệng mặc dù thoáng có chút đùa cợt nhưng trong con mắt lại có vẻ khiếp sợ nhưng hắn là nếm thử qua chiêu này uy lực thời kỳ thượng cổ hắn từng cùng chuẩn đề giao thủ qua khi đó chuẩn đề còn không thành thánh chiêu này cũng vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu cuối cùng hắn chính là thua ở chuẩn đề chiêu này phía dưới thậm chí còn vì thế bỏ ra trả giá nặng nề tổn thất đến trăm vạn mà tính giọt máu tử phân thân. Bây giờ chuẩn đề, chiêu này đã đại thành, lại nhìn nữ oa có thể hay không phá giải. Vô số hồng hoang chúng sinh, vẫn đang sợ hãi thang. Chuẩn đề cái kia bàn bạc thánh nhân pháp lực vẫn tại kéo dài gia trì. Cái kia trong trưởng Trung Phật Quốc Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, Tôn Giả, Kết Đế, đồng thời không hẹn mà cùng bắt đầu tụng sướng kinh văn những kinh văn này từ trưởng trung phật quốc bên trong để lộ ra trong lúc nhất thời hồng hoang thiên địa tràn đầy mê ly âm thanh những âm thanh này hình như vô khổng bất nhập vang vọng hồng hoang thiên địa hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh tất cả đều trầm luân tại cái này phật môn ngâm nga thủ đoạn cái kia tà âm hình như có tẩy não thủ đoạn khiến cho hồng hoang chúng sinh tất cả đều đối với phương tây đại giáo sinh ra hướng tới chi ý hình như tây phương giáo mới là bọn họ cuối cùng quy túc nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hừ lạnh âm thanh truyền ra. Đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng nhắc nhở. Hồng hoang chúng sinh đột nhiên đánh thức. Kịp phản ứng đám người, đều một mặt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chuẩn đề thủ đoạn này thế mà còn có mê hoặc thương sinh khả năng, quả nhiên là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt mê ly nhìn hắn trưởng trung Phật quốc kia. Thần thông này là chuẩn đề đạo nhân tại trong Phật môn tạo nghệ thành tựu cao nhất biểu hiện. Cũng là trong lòng hắn đại nguyện vọng chỗ. Hy vọng của hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể độ hóa thiên hạ chúng sinh, đem cả thế giới hồng hoang toàn bộ về lại Tây phương giáo Phật môn phía dưới. Hy vọng của hắn hồng hoang đại địa bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể thấy được đệ tử Phật môn thân ảnh. Đây là hắn suốt đời đại nguyện, cũng là hắn hành vi này phấn đấu mục tiêu. Chuẩn đề đạo nhân kéo lên trưởng trung Phật quốc, ánh mắt nhìn về phía nữ hoa nương nương. Khóe miệng toát ra một ngưng nở nụ cười. Nữ hoa. Một chiêu này, ta xem ngươi thế nào phá. Sau đó chuẩn đề thánh nhân liền đem cái này trưởng trung Phật quốc thần thông trực tiếp đẩy hướng nữ hoa. Hắn muốn cử đi trưởng trung Phật quốc chúng sinh chi lực, một lần hành động trấn áp nữ hoa. Mà nữ hoa nương nương cảm nhận được cái này không gì sánh kịp khí tức về sau, cũng là sắc mặt đại biến cho dù nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm vô biên. Làm không cẩn thận, thật là có khả năng chiêu này bên trên thua thiệt lớn. Bởi vậy cho dù nữ oa nương nương cũng được thận trọng đối đãi. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng nhìn chuẩn đề thánh nhân một cái. Sau đó khẽ vương tay, đem trôi lơ lửng tại bên người nàng pháp bảo bên trong, lừa đi ra một món. Hồng hoang chúng sinh, thấy được nữ oa nương nương lấy ra bảo vật này lập tức kích động lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Nữ hoa bản thể Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Món pháp bảo này đúng là trên bảng xếp hạng pháp bảo vị trí 35 Sơn Hà xã Tắc Đồ. Món pháp bảo này sau khi xuất hiện một mực tại vẫy nước, nữ hoa nương nương cũng không có chân chính vận dụng. Bây giờ đối mặt chuẩn đề thánh nhân trưởng trung Phật quốc kia, nữ hoa nương nương rốt cuộc quyết định vận dụng món pháp bảo này món pháp bảo này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo giang sơn xã tắc chí bảo bên trong có một phương thiên địa có thiên địa bảy tông tội chi lực phàm có dục vọng người vào bảo vật này tiếp nhận bảo vật này trấn áp thánh nhân cũng khó chạy thoát nữ hoa nương nương phải dùng món pháp bảo này đem chưởng trung phật quốc bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ trấn áp trưởng trung Phật quốc ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào đưa ngươi toàn bộ sinh linh toàn bộ trấn áp, kể từ đó, ngươi trưởng trung Phật quốc kia chẳng phải là thành một cái trống không thế giới nữ oa nương nương cầm trong tay sơn hà xã tắc đồ, nhẹ nhàng triển khai. Chỉ thấy trong bức tranh chính là một mảnh vô cùng bàn bạc giang sơn xã tắc đồ. Vô biên kia giang sơn xã tắc, thời khắc này lại tản ra trấn áp thiên địa, uy chấn hoàng vũ khí thế. Cảm nhận được luồng khí tức này về sau, rất nhiều đại lão sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Sơn Hà xã tắc đồ này, quả nhiên có được vô thượng thần uy. Cái kia không ngừng phục ra hút vào khí tức quả nhiên là uy lực vô tận. Một âm thanh nhàn nhạt thổ lộ đi ra. Sơn Hà xã tắc đồ kia nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Theo ánh sáng bạo phát, Sơn Hà xã tắc đồ cũng đột nhiên đón gió căng phòng lên. Trong nháy mắt cũng đã đạt đến mấy ngàn vạn trượng cái che khuất bầu trời sơn hà xã tắc đồ ngang đứng ở không trung. Thời khắc này, chính thức thả ra quan mang tối tăm mờ mịt. Đạo tia sáng này một khi tiếp xúc đến trưởng Trung Phật Quốc về sau hai cổ lực lượng trong nháy mắt dặn co rơi xuống. Trưởng Trung Phật Quốc lực lượng chủ hủy diệt. Muốn hủy diệt Sơn Hà xã tắc đồ. Mà Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng lại là lôi kéo. Hắn muốn đem trưởng Trung Phật Quốc hoàn toàn trấn áp tại trong đồ chuẩn đề đạo nhân ánh mắt dữ tợn. Chăm chú nhìn chầm chầm nhìn bầu trời. Âm âm. Hai cổ lực lượng vô biên trên không trung va chạm, thật sự khiến người ta trong lòng run sợ. Chưởng trung Phật quốc bên trong vạn Phật hướng tông. Càng có vô số Phật âm xuyên ra tới, hình như lại khiến người ta trầm mê. Mà Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thì có vô tận xả tắc chi lực. Hai cổ vô biên thần thông chi lực, trên không trung lẫn nhau sát phạt tranh giới cuối cùng sơn hà chấn động, đại địa rung rẩy. Nếu không phải có tiếp dẫn đạo nhân che lại phương Tây sinh linh. Chỉ sợ phương Tây sinh linh tại cái này hai cổ lực lượng bên trong, phải chết vô số. Những sinh linh khác cũng là kinh hải vạn phần nhìn giao phong hai người. Đây chính là thánh nhân lực lượng chân chính. Đây chính là thánh nhân chân chính nội tình. Cùng thánh nhân ở giữa chiến đấu so sánh với. Cái khác chiến đấu, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vua rốt cuộc rất rất lâu về sau trưởng Trung Phật Quốc, nội bộ thiên địa thế mà bắt đầu từ từ sụp đổ. Bộ dáng kia quả nhiên là khiến người ta có chút kinh khủng. Trời đất sụp đổ, thế giới sụp đổ. Vô số sinh linh bị Sơn Hà xã tắc đồ lôi kéo đi ra, hoàn toàn trấn áp tiến vào. Tại chuẩn đề đạo nhân dọa người trong thần sắc, trưởng Trung Phật Quốc rốt cuộc toàn diện sụp đổ. Vô số năng lượng loạn lưu, tất cả đều bị Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp theo trưởng trung Phật quốc sụp đổ, chuẩn đề đạo nhân thân thể đại chấn. Cuối cùng thế mà một cái không kiên trì nổi, hoàn toàn ngã nhào trên đất. Mà nữ oa nương nương cũng bởi vì cái kia to lớn lực phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua cuối cùng vẫn là kiên trì chịu đựng. Không có bêu xấu. Trong lúc nhất thời cả thiên địa thế mà một lần nữa quỷ dị bình tĩnh lại. Hồng hoang chúng sinh nhìn đến đây không thể không đưa mắt nhìn nhau chiến đấu đến cảnh tượng như thế này, hai người thế mà vẫn như cũ bất phân thắng bại. Chẳng qua từ trên tình cảnh đến xem, cũng nữ oa nương nương chiếm cứ thượng phong. Không chỉ có nhiều lần cuộc chuẩn đề. Hơn nữa nữ oa cuối cùng mặc dù cũng là liên tiếp lui về phía sau, chẳng qua cuối cùng ngừng lại thân thể. Mà chuẩn đề đạo nhân chiến đấu đến bây giờ không có chiếm nhiều tiện nghi lớn. Nhất là tại thời khắc cuối cùng còn ngã một phát. Từ trên tình cảnh nhìn, đúng là chuẩn đề ăn một ít thiệt thòi. Chuẩn đề đạo nhân âm trầm nhìn nữ hoa, trong mắt như muốn muốn phát điên. Nữ hoa nương nương nhìn trên mặt lộ ra điên cuồng chi ý chuẩn đề. Khóe miệng toát ra một nụ cười tà mị. Chuẩn đề đáng chết này, bóp quả hồng mềm nắm đến trên đầu của nàng đã đến. Hôm nay nhất định phải để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút đông mới thực lực huyền môn. Nữ hoa nương nương cười lạnh đã thu lấy nàng thánh nhân kia kim thân hiện ra nàng cái kia xinh xắn đáng yêu thân thể nhưng dù vậy lại có một luồng càng sôi trào mãnh liệt khí tức phát ra luồng khí tức này xa so với lúc trước khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều sau lưng nữ oa nương nương trong hư không liền đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng to lớn hư ảnh đánh ra chân hỏa nữ oa nương nương rốt cuộc từ bỏ sử dụng pháp thiên tượng địa mà là sử dụng nàng bản thể chi lực chẳng qua là nàng bản thể chi lực cũng thật là quá mức khổng lồ sau lưng nàng hư ảnh kia vừa ra hình như cả hồng hoang đều tựa hồ lâm vào hắc ám cái che khuất bầu trời cảnh tượng thật sự khiến người ta trợn mắt hốc mồm tất cả mọi người nhìn miệng đắng lưỡi khô cùng nữ oa mẹ muốn cái che khuất bầu trời bản thể so sánh với hai người lúc trước pháp thiên tượng địa đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu lần này hồng hoang toàn bộ sinh linh đều bị nữ oa nương nương trấn trụ nữ oa nương nương thật đúng là đánh nhau thật tình không tiết hiện ra chân thân cũng muốn hoàn toàn trấn áp đánh bại chuẩn đề thánh nhân quả nhiên vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc nữ nhân tốt nữ nhân hẹp hòi một khi phát động nổi giận vậy tất nhiên là thiên băng địa liệt mà lúc này chuẩn đề đạo nhân thấy được nữ oa nương nương cảnh tượng như thế này sắc mặt cũng là đen đến cực hạn vạn vạn không nghĩ tới nữ oa làm việc quyết tuyệt đến tình trạng như thế chỉ thấy hắn thu hồi bồ đề kim thân xoay người lại rơi xuống trên đại tu di sơn rất nhanh liền tới đến tiếp dẫn thánh nhân bên người sư huynh trận chiến này chiến đấu đến nước này chỉ sợ hung hiểm vạn phần là thứ sư đệ sơ sóc một cái liền có khả năng có đi không trở lại nếu thật như vậy phương tây đại địa cũng chỉ có thể dựa vào là ngươi chống đỡ nói sắc mặt cực kỳ ngưng trọng chuẩn đề đạo nhân còn đối với tiếp dẫn thánh nhân thi lễ một cái mà tiếp dẫn đạo nhân, thì mặt có đau khổ chi sắc. Sư đệ, nữ oa nữ nhân đó bây giờ đã nổi điên, ngươi liền phục cái mềm nhũng lại có thể thế nào, lại nói, dù sao cũng là ngươi đuối lý ở phía trước, phục cái mềm nhũng, nói tốt hơn nói, liền thành còn nàng phần này nhân quả. Chiến đấu đến loại trình độ này đã là viễn siêu tưởng tượng. Đó cũng không phải phân cao thấp cần bạo phát lực lượng. Đây quả thực là tại phân sinh tử hắn không muốn để cho sư đệ của mình lại đi mạo hiểm. Dù sao phương Tây hết thảy liền hai tôn thánh nhân. Sư đệ một khi xuất hiện bất kỳ sơ xuất, đối với bọn họ phương Tây mà nói đều là cực kỳ tổn thất trọng đại. Nếu thật bất hạnh chết trận, Tây Phương Giáo sẽ tổn thất nửa giang sơn. Cho nên nói cùng con mụ điên này chiến đấu đến loại trình độ này, hiển nhiên được không bù mất. Mà chuẩn đề đạo nhân thì đứng chắp tay. Xoay người lại, Nhìn phía xa hư ảnh che khuất bầu trời. Trong miệng tự lẩm bẩm. "Sư huynh, chuyện này chỉ sợ không phải chịu thua đơn giản như vậy, con mụ điên này đánh tới tình trạng như thế, kiên quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ." Lại nói, "Chiến đấu đến loại trình độ này, đã quan hệ đến phương Tây Ta Sinh Linh Thể diện, cũng quan hệ đến phương Tây Ta Sinh Linh chiếc kia bất diệt trường tồn chi khí. Nếu hôm nay sư đệ nhận sai, chỉ sợ phương Tây Sinh Linh từ đây sẽ một người luôn." phương Tây cũng đem lại vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đánh tới cuối cùng, có lẽ ta thật không phải cái kia con mụ điên đối thủ, nhưng hôm nay lại vô luận như thế nào cũng không thể cúi đầu. Nói hắn giá vân. Chỉ để lại mặt có đau khổ chi sắc tiếp dẫn đạo nhân. Thời khắc này sắc mặt hắn đau khổ, ánh mắt lấp lóe. Cái kia viên lòng yên tĩnh không dao động, thời khắc này cũng sóng to gió lớn. Mấy lần muốn lên đường, nhưng lại chán nản từ bỏ đây là sư đệ cùng nữ oai nhân quả. Hắn tự nhiên không thể tùy ý nhúng tay. Nếu như hắn thật nhúng tay, chẳng phải là thành hai đánh một kể từ đó, sư đệ trong lòng giữ vững được cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Nếu sư đệ muốn nổi điên, vậy liền để sư đệ hoàn toàn điên một hồi. Sư đệ dù sao thủ đoạn thông thiên, cùng nữ oa con mụ điên này đỏ sức, còn chưa nhất định hưu chết vào tay ai chuẩn đề đạo nhân giá vân đi tới giữa không trung. Sau khi hít sâu một hơi, khí tức trên thân đồng dạng đột nhiên bạo phát. Cũng có một món quái vật khổng lồ hư ảnh, trên không trung bộc phát ra. Hồng hoang chúng sinh thấy được phía sau hai người cái kia quái vật khổng lồ, lập tức kinh hãi vạn phần. Cái kia hai tôn quái vật khổng lồ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái kia hai tôn quái vật khổng lồ thật sự quá mức kinh khủng. Nữ oa nương nương phía sau cái kia quái vật khổng lồ chính là một đầu che khuất bầu trời thế giới đại xà. Thế giới kia đại xà chiếm cứ sau lưng nữ oa, gần như chiếm cứ nửa cái thiên địa. Đơn giản có thông thiên phệ địa uy năng. Thật sự quá mức dọa người, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ mà lúc này chuẩn đề đạo nhân phía sau đồng dạng có một thân ảnh mờ ảo xuất hiện theo người hắn thân thể từ từ đứng thẳng lên khí tức trên thân càng ngưng trọng thêm giống như một thanh muốn đâm xuyên qua thiên địa tiêu thương theo thân thể đứng thẳng lên phía sau hắn cái kia thân ảnh màu xanh lục cũng từ từ rõ ràng tại hồng hoang chúng sinh ánh mắt nhìn chăm chú hư ảnh che khuất bầu trời đón gió liền dài rất nhanh hóa thành một gốc đỉnh thiên lập địa thế giới đại thụ. Cây cổ thụ này đúng là chuẩn đề đạo nhân bản thể, chính là thường cổ canh kim Bồ đề. Cái này gốc cây Bồ đề đồng dạng che khuất bầu trời, gần như chiếm cứ nửa tôn thiên địa. Vô số rễ cây cắm rễ đại địa nơi cực sâu, cũng không biết rốt cuộc bao sâu. Cường hãn như vậy tuyệt luân Bồ đề đại thụ, chỉ cần cắm rễ đại địa, liền có thể hướng đại địa mượn lực, trở thành vô địch tồn tại trừ cái đó ra còn có vô số chạc cây trên người, sâu trong hư không. Không thể nhìn thấy phần cuối. Khổng lồ như thế tán cây, đoán chừng cũng có thể hướng thương khung mượn lực thời khắc này, cái này gốc bồ đề đại thụ một khi xuất hiện che khuất bầu trời. Hình như đem phương Tây đều bao phủ. Cùng nữ oa nương nương cái che khuất bầu trời thế giới đại xã so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh, thấy được cái này hai tôn không gì sánh kịp quái vật khổng lồ, đều yên lặng thất sắc. Cảnh tượng như vậy thật sự có chút sợ hãi than. Hai người này xem ra đều đánh nhau thật tình, liền bản thể của mình đều hiển hóa ra ngoài. Đây là muốn chuẩn bị hoàn toàn điểm cái cao thấp sau nghĩ tới chỗ này, rất nhiều sinh linh đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng. Phương Tây chuẩn đề thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Ngươi không sao trêu chọc nữ oa nương nương người ta làm gì rõ ràng chính là mình yếu nhất còn chưa chết thừa nhận kể từ đó đây không phải hại hồng hoang chúng sinh sao nếu thật muốn đến phân cao thấp sinh tử trình độ chỉ sợ đối với cả hồng hoang mà nói cũng là cực kỳ to lớn tai nạn lại nói ngươi cũng tại nữ oa nương nương người ta trong tay ăn nhiều như vậy thua lỗ khẳng định không phải nữ oa nương nương người ta đối thủ a à? làm gì còn muốn liều chết rất nhiều người tâm trung đô hiện ra ý nghĩ như vậy hôm nay chuẩn đề thánh nhân hình như hơi không biết điều mà nữ oa nương nương thấy được cái che khuất bầu trời đại thụ, trong mắt lộ ra một đùa cợt vẻ mặt. Nàng đã mấy lần lưu lại tình cảm. Thế nhưng là chuẩn đề đạo nhân này như cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ còn muốn theo nàng ăn thua đủ. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi hoàn toàn đánh ngã. Nữ oa nương nương trong lòng nảy sinh ác độc. Phía sau hắn cái che khuất bầu trời thế giới đại xa đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lập tức cả thế giới hồng hoang đều đất trung núi chuyển cái kia sang hô hải khiếu âm thanh cũng vang vọng đất trời mà chuẩn đề đạo nhân cũng đồng dạng hô ứng lẫn nhau phía sau hán bồ đề kia cây cũng là chạc cây rung động trong bóng tối tích góp lực lượng sâu trong hư không tựa hồ đều không chịu nổi thông thiên bồ đề thần lực bắt đầu sinh ra gần nước đồng dạng đường vân tư thế đất trung núi chuyển kia giống như ngày tận thế tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị cái này hai tôn thánh nhân sẽ phải phân ra cao thấp cũng không biết thế giới hồng hoang này có thể chịu được hay không bầu không khí cũng càng khẩn trương hồng hoang ức vạn vạn chúng sinh đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn tất cả mọi người bài trừ gạt bỏ nổi lên hô hấp cẩn thận chú ý tình thế bước kế tiếp phát triển là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên có một lồng ánh sáng giống như lôi đình hướng bên này bắn đi qua sau đó cái này lôi đình ánh sáng hóa thành một đạo uy lực vô cùng đại đạo đạo vận. Ngang qua tại hai thánh ở giữa, đem hai người hoàn toàn tuyệt mở. Làm cái kia đại đạo đạo vận tiêu tán về sau, hồng hoang chúng sinh, lúc này mới có thể thấy, hóa ra tam bảo ngọc như ý. Trên bảng xếp hạng pháp bảo vị trí 46 tồn tại. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên cũ sen biến thành. Cũng là nguyên thủy thiên tôn thường dùng nhất pháp bảo. Mọi người thấy cái này Tam Bảo Ngọc như ý về sau, không khỏi kinh hãi. Đây là nguyên thủy thiên tôn hạ thủ hay sao chẳng qua sau đó hồng hoang chúng sinh lại bình thường trở lại. Chuẩn Đề thánh nhân cùng nữ oa thánh nhân giao chiến đến tình trạng như thế, đã là vượt ra khỏi hồng hoang sinh linh có thể tiếp nhận phạm vi. Một cái xử lý không tốt, chỉ sợ thế giới hồng hoang một lần nữa hỏng mất. Nếu mặc cho hai người giao thủ, hồng hoang sinh linh chắc chắn tử thương thảm trọng tiếp dẫn đạo nhân thân phận nhạy cảm, không thích hợp ra tay ngăn trở. Dù sao dễ dàng cho người một loại phương Tây muốn quần đấu hiềm nghi. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt điều đình, không có gì thích hợp bằng. Chuẩn đề đạo hữu, nữ oa sư muội, hai người các ngươi vẫn là như vậy dừng tay. Nếu lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ hồng hoang sinh linh sẽ đời này vô số. Sau đó đến lúc một lần nữa dẫn phát hồng hoang hỏng mất, coi như khó mà thu thập lúc này chuẩn đề đạo nhân sững sờ hắn đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt này ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thế mà ra tay điều đình sớm làm gì đi nữa nha chuẩn đề đạo nhân có chút không cam lòng dù sao trận này trong giao chiến hắn chiếm cứ hạ phong còn ăn một chút thiệt thòi lớn nếu không thể lật về cục diện như vậy dừng tay chỉ sợ yếu nhất thánh nhân vẫn là nên rơi vào trên đầu hắn hắn tự nhiên là có chút ít căm tức mà nữ oa nương nương sắc mặt cũng có chút khó chịu phương tây chuẩn đề vũ nhục nàng thời điểm ngọc thanh nguyên thủy không ra mặt chi viện nàng bây giờ nàng muốn xuất thủ dạy dỗ chuẩn đề thời điểm nguyên thủy thiên tôn lại đi ra ngăn trở nữ oa nương nương sắc mặt không vui nhìn tam bảo ngọc như ý nhàn nhạt mở miệng nếu nguyên thủy sư huynh ý chí giá lâm vậy liền mời nguyên thủy sư huynh làm chủ phương tây chuẩn đề vũ nhục ta thiếu nhân quả, hắn nên như thế nào trả lại? Nếu nguyên thủy thiên tôn tam bảo ngọc như ý đều xuất hiện, cái kia về tình về lý đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Dù sao phương đông mấy vị thánh nhân còn tính là so sánh hòa hợp. Cái này, nữ oa nương nương một phát hỏi, ngược lại để nguyên thủy thiên tôn phát sâu. Dù sao chuyện này là chuẩn đề đối lý, người ta tìm tới cửa, chuẩn đề còn chưa chết thừa nhận. Bây giờ làm lớn chuyện như vậy dính đến phương tây sinh linh thể diện cái này nhưng như thế nào là tốt trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt tại đương trường đúng lúc này chuẩn đề thánh nhân sắc mặt biến thành đen tiến lên mấy bước chuyện này chính là một hiểu lầm lại không nghĩ rằng nữ oa nương nương thế mà canh cánh trong lòng chuẩn đề ta cũng không phải không nói đạo lý người đem hiểu lầm kia nói rõ thì cũng thôi đi mời nữ oa nương nương lui về lời này vừa nói ra nữ oa nương nương không thể không nổi giận kỳ phản nở nụ cười Hiểu lầm thật đúng là được lắm hiểu lầm. Thật không nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân kia da mặt dày đến không gì sánh kịp trình độ. Rõ ràng chính là đối với nàng nói năng lỗ mãn. Luôn miệng nói nàng chính là nữ lưu hạng người. Luôn mồm không cách nào so sánh với hắn. Bây giờ lại một ngụm khẳng định đó là cái hiểu lầm quả nhiên là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nói như vậy vẫn là ta sai trách ngươi, nữ oa nương nương cười lạnh một tiếng. Chuyện tiền căn hậu quả, tức vạn vạn hồng hoang chúng sinh tất cả đều nghe vô cùng hiểu rõ bây giờ ngươi lại chỉ nói hiểu lầm ngươi làm nữ oa ta là người phương nào thật coi nữ oa ta có thể mặc cho ngươi nắm sao tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả